Rồi, vậy là thầy dạy qua mình mới. Hỏi gì vậy? Lịch sử Phật giáo á, ghi mọi tầng lớp xã hội đều đến với Phật giáo. Thậm chí những người ác cũng tới với Phật giáo. Mà gọi là cửa chùa rộng mở đó. Cửa chùa rộng mở có nghĩa là tầng lớp nào đến với xã hội cũng được, chứ không phải cửa chùa rộng mở mà ngủ không đóng cửa chùa. À, chùa bây giờ mà không đóng cửa nó vô nó đè ông bằng đạo gió luôn, đừng đó. Đời bây giờ cái xã hội bây giờ nó thấy gúp lắm, nói cửa chùa rộng mở không đóng hả? Vậy thôi khỏi làm cả là làm cánh cửa luôn, lúc nào cũng mở hả? Bây giờ mà ngon thì mở cửa chùa kiểu đó, không vô nó lấy cái thùng tiền không đâu, nó đè ông Phật nó cạo gió luôn, khiêng Phật đi luôn. Cửa chùa rộng mở có nghĩa là ai cũng tới được, không có phân biệt. Thì á, trong lịch sử Phật giáo không phải chỉ xuất hiện vua Tần Bà Ta La, vua Brahmacharya hay là sau này vua Ashoka, thời Đức Phật cũng có những cái vị tiểu vương nhỏ 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 nó cũng theo đó. Ông nội nó đeo hai cái gì lủng lẳng cái lỗ tai nó, thầy tưởng nó đeo sụt chuỗi chứ. Nhưng mà tụi con để ý, các vị vua gặp Đức Phật hay các vị vua sau này sống sau thời Đức Phật đến với Phật giáo, họ đến vì cái gì? Họ đến vì cái gì? Thời Đức Phật, ngay thời Đức Phật, vua Tần Bà Ta La có gặp Phật, vua Ba Xê Na Đi có gặp Phật, vài vị tiểu vương cũng có đến gặp Đức Phật. Có bao giờ mà ông nào đến gặp Đức Phật mà nói là Đức Thế Tôn, Thưa Sa Môn Gotama, xin ngài dạy cho con á, là cái pháp nào mà làm vị vua anh minh không? Xin ngài dạy cho con cái pháp nào con sẽ làm chuyển lưng thánh vương không? Có ông nào hỏi Phật vậy không? Rồi Phật có bao giờ Phật nói này lại đây tôi nói cho nghe, mai mốt thực hành theo cái pháp này sẽ làm chuyển lưng thánh vương, làm minh quân không? Có không? Trong kinh nào ghi không? Không có. Họ đến với Đức Phật như những người cư sĩ đại thí chủ, họ đến với Phật gặp Đức Phật giống như là ông Tần Bà Ta La, ông Anatha Bindika cấp cô độc hay là bà Visakha vậy thôi đó. Ông vua Bimbisara ông gặp Đức Phật rồi, tại vì Đức Phật hứa giáo hóa ổng khi mà Phật gặp ổng lần đầu lúc ngài chưa thành Phật, rồi có hứa với ông là khi nào mà giác ngộ giải thoát được, giác ngộ được sẽ về dạy ông, sau đó Phật có thực hiện lời hứa về gặp lại Bimbisara. Ông mừng lắm, ông cúng cái vườn trúc cái chỗ ông đi chơi đó, đó cho Đức Phật. Rồi sau này mẹ ông mất á, thì mẹ ông mất á, ba cái đồ xài đó, bàn ghế đồ này nọ furniture, ba cái đồ xài của mẹ ông á, ông cúng vô ông chùa hết á. Ông đến với Đức Phật giống như một đại thí chủ. Vua Ba Xê Na Đi cũng vậy, tụi con đọc cái kinh Pháp Trang Nghiêm đó, vua Ba Xê Na Đi đến gặp Đức Phật, ông lại Đức Phật cung kính lắm. Rồi Đức Phật hỏi ông, rồi ông nói 14 lý do, 14 lý do vì sao ông đảnh lễ Đức Phật cung kính. Thì trong đó đó không có cái lý do, không có nói cái lý do mà Đức Phật dạy con làm chánh vì vương hay là minh quân hay chuyển lưng thánh vương nên tôn trọng, lại không có. Ông đưa ra những lý do, tụi con đọc 14 lý do, không có cái đó. Lịch sử chưa ghi nhận Đức Phật kêu lại đây, kể cả ai sẽ thế gặp Đức Phật, Đức Phật dạy gì? Đức Phật dạy kinh Phạm Động á, và Đức Phật dạy kinh Sa Môn Quả, ai sẽ thế đó, Ajatasattu đó, hai kinh đầu tiên đó, của trường bộ kinh đó. Hai kinh đầu tiên là Đức Phật nói cho vua Ajatasattu nghe. Rồi sau này vua dục đến với Phật giáo cũng vậy, không phải là làm thế nào để trở thành một vị chuyển lương thánh vương, không có dạy mấy đó, Phật không có dính líu tới mấy vụ đó, dạy đời sống đạo đức rồi. Tập thanh lọc tâm để mà hướng thượng, chứ không có dạy mấy cái đó, cái đó thuộc về thế gian. Trong trường bộ kinh tụi con thấy Đức Phật cấm
có tiểu giới, trung giới, đại giới. Đức Phật cấm nói chuyện xã hội, Nguyễn Phương, Hằng Lê Tùng Vân, Thích Tâm Phúc của Phật cấm mấy cái chuyện lộn xộn xã hội, Phật có cho. Chuyện của quốc gia, ông Trump lên, ông Trump xuống, ông Biden, ông Biden lên, ông Biden xuống, ông Putin quýnh ông Zelensky, Phật cấm không có cho nói. Không có bàn chuyện thế sự. Đó. Không có cho bàn chuyện thế sự. Đọc lại trường bộ kinh, Phật không có cho. Ở trong luật dạy cũng kỹ lắm. Tụi con học luật nhớ không? Có học kỹ gì đâu, vô học trường. Bất đắc khoa trương, thành thành trung sở kiến hoa mỹ chi sự. Khi vào nhập tụ lạc khất thực á, đi vào trong tụ lạc rồi, đi vào trong xóm làng rồi, đi vào trong thành phố rồi, khi mà về đó là bất đắc khoa trương, thành trung sở kiến hoa mỹ chi sự. Có nghĩa là mình đi vào trong làng có việc đi, đi chơi tăng hay đi công việc gì đó, mình ở chùa. Ở chùa thường thường là chùa nó tách biệt ra, nó vắng vẻ, phải chưa? Mà có khi mà có việc đi vào trong thành phố, đi vào trong là thì không được khoe, về khoe thấy cái này thấy cái kia thấy nọ hoa mỹ trong trong thành cho chúng ở chùa nghe, không cho. Luật cấm không có cho. Nhưng mà bây giờ là thầy chùa còn khoe còn ác nữa, Facebook đó. Già trẻ bé lớn gì cũng Facebook hết trơn, gió đưa cành trúc la đà. Già chơi Facebook thì gọi là già hư. Khoe đủ thứ chuyện. Chụp tấm hình cũng khoe. Đó, gió đưa cành trúc la đà đó. Già chơi Facebook thì gọi là già gân. Như chuyện gồm khoe tấm hình cho cái đám nhỏ nhảy vô. Trời ơi, sư phụ đẹp trai quá rồi này nó. Nói mà không biết thầy trò không biết ngượng cái lỗ miệng, tục lóc là đẹp trai gì, khen rồi vô nhảy vô nhảy. Phật pháp tàn đuổi gì cái đám này, vừa thầy vừa trò luôn. Thì trong lịch sử Phật giáo ghi nhận sự đóng góp của nhiều vị vua, họ đến với Phật giáo như những đại thí chủ, không phải Bimbisara, Ajatasattu hay Brahmacari thời Đức Phật đâu, còn mấy cái vị tiểu vương thời Đức Phật nữa. Rồi sau thời Đức Phật chúng ta được học về, được biết về nhân vật Asoka, ông đóng góp rất lớn, gọi ông là thánh quân, bởi vì ông nghĩ ra được cái chuyện mà truyền giáo ra nước ngoài, và nhờ đó mà các nơi là chịu ảnh hưởng Phật giáo, được cái văn hóa Phật giáo, sống theo lời Phật dạy. Nếu ông không nghĩ ra, ông không làm được chuyện đó, thì khi Phật giáo Ấn Độ suy tàn rồi, rồi là tiêu, là tất cả nơi tiêu hết, là đâu có đâu. Ông nghĩ ra được cái chuyện mà truyền giáo pháp của Đức Phật ra khỏi biên giới Ấn Độ, một điều đó thôi cũng có thể xứng đáng gọi ông là ông vua thánh rồi. Nhờ ông cho nên giáo pháp của Đức Phật truyền đi các nơi. Nếu không có ông thì sau này cũng có người, nhưng mà những người đời sau là bắt chước ý tưởng của ông. Thành ra nội mà cái công mà ông mà truyền giáo hồi xưa đâu có dễ, đi chập trùng khó khăn lắm, đi không hẹn ngày về đó. Sau này ông mất, Băng Hà ghi cho ông A Dục Dương Triện ghi đó là A Dục Dương Triện nói ông có đi tu, ông có đi xuất gia, nhưng mà lịch sử không thấy ông xuất gia nè. Và lúc ông Băng Hà đó, ông gần chết đó, thì có mấy ông Bà La Môn nói bệ hạ làm cho Phật giáo đủ thứ được khỉ gì nữa. Rồi ông nổi khùng lên, ông nổi sân lên. Thì trong lúc ông nổi sân ông lên thì cái cận tử nghiệp đó, ông mất lúc đó. Cho nên cái cận tử nghiệp của ông đọa làm con rắn bự, con rắn to. Thì Mahinda, trưởng lão Mahinda ở bên Sri Lanka, hay hồi đó không phải có điện thoại gọi liền như bây giờ đó. Thời gian thì ông hay tin là cha ông mất rồi. Thì trưởng lão Mahinda đó nhập ngồi thiền, nhập định, quan sát coi cha mình sanh về thế giới nào. Ông quan sát thế giới chư thiên, vòng 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 vòng, kiếm không ra cha mình. Ô, sao kỳ ta. Rồi ông quan sát thế giới loài người, ông kiếm hoài cũng ra, không ra cha mình. Rồi ông quan sát tới loài súc sanh thì ông thấy Asoka đọa làm con rắn lớn đó.
Đúng. Thành ra Mahendra thần thông bay về Ấn Độ, đi vào trong rừng gặp con rắn rồi thuyết pháp cho con rắn nghe. Đó, rắn nó chết thì chừng đó Ashoka mới sanh được về cõi trời. Nha. Thì sau thời vua A Dục cũng có nhiều vị vua ủng hộ Phật giáo. Việt Nam mình cũng có đó, Việt Nam mình cũng có những vị vua ủng hộ Phật giáo, và Việt Nam có đặc biệt hơn nữa, có Phật Hoàng nữa. Hai thứ luôn. Lúc mà Đức Phật còn nhỏ, làm thái tử nhỏ, thì ông Tiên Asita ông đến ông nói: đứa bé này nếu ở đời thì sẽ làm vua của các vị vua, Chuyển Luân Thánh Vương. Nếu đi xuất gia sẽ là Phật. Ông Tiên Asita ông nói trước. Và lớn lên thái tử chọn một trong hai, đi xuất gia làm Phật. Đấy nha. Chứ Việt Nam là hai mang luôn á, vừa làm vua vừa làm Phật luôn. Phật Hoàng Việt Nam là thứ thiệt á. Ở trong kinh Đức Phật dạy: Ngô thị Dương Hầu như quá khích trận, ta coi ngôi vị của vua chúa như là bụi xuyên qua cửa sổ. Thị Ngọc Bảo như ngõa thước, coi ngọc báo đồ này nọ giống như ngói gạch. Thị Hoàng Tố chi phục như tệ bạch, coi mấy cái đồ áo mão cân đai giống như ba cái dải rách gì, rách gì. Việt Nam mình có Phật Hoàng, vừa vua vừa Phật, chơi hai mang luôn ha, thứ dữ à. Mà không biết cái từ Phật Hoàng từ đâu ra. Theo thầy biết, sách vở viết về nhân vật Trần Nhân Tông, trước đây không có ai dùng từ Phật Hoàng chứ. Trần Nhân Tông là Trần Nhân Tông. Các nhà nghiên cứu Nguyễn Đăng Thục đồ này nữa, Trần Nhân Tông cứ ghi Trần Nhân Tông thôi. Tâm Liên: con có ngủ thì con ngủ, con ngồi đó con gục lên gục xuống, con ngủ thì con tắt máy, con lại kia con nằm ngái của thầy cũng nghe, nó ngủ thì ngủ thoải mái, ngồi đó gục tới gục lui chứ. Con buồn ngủ thì con cứ tắt máy lại đặng ngủ, cái gì đâu thầy đâu nói gì đâu, ngồi đó gục tới gục lui. Kỳ trước 75 á, sách vở viết giờ trước 75, sách cũ thì nhiều, ta viết Trần Nhân Tông và Trần Nhân Tông. Sau 75 vẫn còn Trần Nhân Tông và Trần Nhân Tông. Mấy cái cuộc hội thảo nói về Trần Nhân Tông cũng kêu Trần Nhân Tông. Cho đến đầu thập niên 90, khi mà thiền sư Thanh Từ đi ra ngoài rồi đó, về đó, thì bắt đầu mới phục hồi giáo hội Trúc Lâm, mới xuất hiện là cái Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Bắt đầu từ đó sao Phật Hoàng tùm lum ra. Chứ trước đây đó là thầy không thấy từ Phật Hoàng. Từ lúc mà thiền sư Thanh Từ đi ra ngoài về thì bắt đầu phục hồi giáo hội Trúc Lâm và có cái từ Phật Hoàng ra đời. Mà không biết cái từ này là ông tự xưng hay là anh Tôn ban cho ông. Nếu anh Tôn là người ban cho cha mình cái từ Phật Hoàng thì phải coi lại trình độ giáo lý của anh Tôn. Mà trong cái thiền của thiền Thảo Đường là anh Tôn là tổ của thiền Thảo Đường đó. Anh Tôn xuất hiện trong tổ vị của thiền Thảo Đường. Cỡ Phật á, cũng chọn một trong hai, không có cái vụ mà hai bên luôn. Cỡ như A Dục cũng một hai à, ở bên Tàu cũng có Lương Võ Đế đầu này nọ, chứ không có cái vụ mà vừa nửa nạc nửa mở, vừa bên đây vừa bên kia. Việt Nam có Phật Hoàng thứ dữ à. Việt Nam mà thấy chưa, Việt Nam là thứ gì. Thế giới, cả thế giới ngán Mỹ, bởi vì Mỹ nói là làm. Mỹ ngán Nhật là bởi vì Nhật làm xong mới nói. Nhật ngán Trung Quốc bởi vì Trung Quốc không nói mà làm. Trung Quốc ngán Việt Nam bởi vì nói đường làm nẻo. Ở trên TikTok đó, trong bài thầy nói chưa? Trong lịch sử của Ấn Độ, lịch sử Phật giáo,
Vừa lịch sử của Ấn Độ có ghi nhận một vị vua nữa, vua Kanishka. Kanishka, Kanishka, thầy đọc đàng hoàng nghe, không có ghi ca nị sắc ca trong đó nè. K A N I S H A K A Kanishka. Ghi đâu đó đàng hoàng nghe, không có ghi ca nị sắc cả ca vô rồi. Kanishka. Đó. Thì ông này có dính líu tới Ấn Độ. Bởi vì cái biên cương của ông á, phía Nam á, nó chiếm luôn cả Delhi, nó tới tận Mathura, kể cả cái kinh đô Pataliputra của vua A Dục á, của ông nội vua A Dục á, Hoa Thị Thành á, cũng nằm trong vương quốc của ông vua này nè. Ngày nay á, cái hình của ổng còn, cái tượng của ổng còn, nhưng mà cái đầu mất rồi. Mình nhìn cái trang phục, mình nhìn cái lưỡi kiếm, nó không giống của Ấn Độ. Ấn Độ cái lưỡi kiếm nó cong, kiếm truyền thống của Ấn Độ, còn cái kiếm của ông này nó dài, bề bản nó bự, nó dài. Nhìn cái y phục của ông, nhìn cái đôi giày của ông đeo đó, cái đầu mất rồi, nhưng mình biết là cái y phục này không phải gốc Ấn. Lịch sử của Ấn Độ nó viết về ông, nó kêu ông là ông vua Trung Quốc, Chinese King, ông vua gốc Trung Quốc. Mình ở bên đây mình không có học cái đó. Tới chừng qua bển, ủa sao nó ghi Chinese King ta? Rồi đọc sách thì mới biết, có cái lý do để người Ấn Độ gọi ông là Chinese King. Thấy nha. Thì giống như A Dục vậy, thầy phải nói từ đầu dài 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 xuống. Đó, ông này cũng vậy. A Dục thì nói ông nội với A Dục thôi. Còn Kanishka phải nói tới ông cố của ông rồi. Chứ ông cố ông tổ của ông. Tụi con biết á, người Trung Quốc họ tự hào những cái công trình của họ. Người Trung Quốc là vua Vạn Lý Trường Thành. Đó, họ xây Vạn Lý Trường Thành mà xây từ thời Tần Thủy Hoàng. Thời vua Dục á, tương đương thời vua Tần Thủy Hoàng. Và tới nó tồn tại cho tới bây giờ, họ sửa tới sửa lui, giờ cái điểm du lịch nổi tiếng nha, mà họ còn nói vậy nè: bất đáo Trường Thành phi hảo hán. Người dân Trung Quốc mà người nào mà không một lần đến thăm Trường Thành không phải là hảo hán. Mà tụi con biết hảo hán của người Trung Quốc, cái quan niệm hảo hán không? Cái quan niệm hảo hán của người Trung Quốc, muốn biết đọc vô chuyện Kim Dung mà biết, kiếm hiệp của Kim Dung, hảo hán, hảo hán. Mấy thằng hảo hán là mấy thằng ăn no quấn lộn không á, gọi là hảo hán. Trương Du Kỵ, Lệnh Hồ Xung, Quách Tĩnh, Dương Hoa rồi đó, hảo hán không ha, ăn no quấn lộn tối ngày, không làm khỉ gì chứ, không có nghề ngỗng gì, ăn no quấn lộn mà phải quấn nhiều vô mới hay. Đó là hảo hán nè, hảo hán của Trung Quốc. Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Trương Du Kỵ gì đó, Võ Đăng, Võ Sách gì đó, thầy chùa nữa, Thiếu Lâm rồi, ăn no quấn lộn không, không thấy làm nghề ngỗng gì. Xã hội thì chia ra nghề cho cái đám này ăn no quấn lộn, tập võ quấn lộn mà quấn nhiều vô đi lêu bêu lêu bêu. Mà thời đó đâu có lương thất nghiệp đâu, sao mấy thằng này nó vô quán rồi nó cũng móc mấy lạng bạc, mấy lượng bạc rồi anh mua ăn trả tiền. Đó là giang hồ hảo hán đó, bất đáo Trường Thành phi hảo hán. Hồi xưa đó thầy cũng bị Trung Quốc đó. Rồi thầy dạy thầy cũng nói nữa. Giờ phải nói lại. Họ nói vậy nè, sau này biết rõ hơn về cái bài xạo của Trung Quốc. Họ nói đó, Vạn Lý Trường Thành là công trình nhân tạo duy nhất được nhìn thấy từ mặt trăng. Lên mặt trăng nhìn về trái đất thấy được Vạn Lý Trường Thành. Mà duy nhất thôi nha. Công trình nhân loại duy nhất được nhìn thấy từ mặt trăng. Mà không biết có ông thiên, ông khoa học gia nào, ông phi hành gia nào bay lên trển về nói không, hay là đó. Vạn Lý Trường Thành là công trình nhân tạo duy nhất được nhìn thấy từ mặt trăng. Hồi trước thầy dạy thầy cũng nói như vậy. Sau này đọc vô mới xạo. Rồi mình cũng bắt chước mình xạo theo nữa. Tôi ghét dữ. Nghe nó hay.
Ông có nhìn ấy, nhìn cho xíu gì cái vạn lý trường thành ở cái trái đất, nhìn cho chéo về sao thấy à, mấy ông Trung Quốc gây xạo nữa. Rồi vạn lý trường thành xây, xây từ thời Tần Thủy Hoàng. Mục đích xây vạn lý trường thành là gì? Trung Quốc, họ họ xưng là Trung Quốc, cái nước ngay chính giữa, xung quanh bốn bề họ tường toàn thứ gì đâu không, họ là thứ thiệt á. Đông rỡ, phía đông của Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản là rỡ, mọi rỡ, rỡ. Tây Hồ, Đông rỡ, Tây Hồ, Nam Mang, mình đồ Thái Lan đồ là Nam Mang, là cái thứ mà mang di mọi rỡ rồi họ coi xung quanh họ, Đông rỡ, Tây Hồ, Nam Mang, nhưng mà Bắc thì sao? Bắc địch. Địch có nghĩa là gì? Quảng Kỳ. Địch có nghĩa là gì? Đông rỡ, Tây Hồ, Nam Mang, Bắc địch. Địch nghĩa là gì? Quảng Trị. Hỏi lùm tít lên đó. Mở miết lên đó. Đó. Lắp giáp, lắp giáp. Không có chịu mở ngồi đó lắp giáp. Hạnh thường. Địch là gì? Con nhỏ này viên ân gì nó lo, nó ghi cái gì? Đông rỡ, Tây Hồ, Nam Mang, Bắc địch. Thầy hỏi ông đứa nào nói chân ta? Ngồi ngủ hết rồi hả? Nè Đồng Quang nè. Địch là gì? Đông rỡ, Tây Hồ, Nam Mang, Bắc địch. Còn cái Thích Đạo Minh này nó để, nó quay lên nóc nhà. Rồi nó ngồi ở đâu? Rồi để cho nó ra luôn. Đó. Cho ra. Để webcam lên nóc nhà ở dưới này làm gì dưới này nè. Đó, 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 hai bông. Đông rỡ, Tây Hồ, Nam Mang, Bắc địch. Địch là gì đây? Trung Độ. Địch là gì con? Ông Đạo Minh không lo học nha. Nếu ông học làm thứ khác thì ông tắt máy rồi ông học thứ khác. Học không lo học. Đông rỡ, Tây Hồ, Nam Mang, Bắc địch. Thầy hỏi xong đứa nào nói vậy? Đồng Quang, Trung Độ, Quảng Tình. Địch là gì? Mở cái micro lên nói thầy mới nghe chứ. Địch là gì? Dạ thưa thầy, địch là đối đầu ạ. Dạ. Không thể thượng tọa bật mic chưa? Ủa thầy làm gì đâu mà tắt mic? Quân địch là quân giặc á. Thấy chưa? Địch là giặc. Đối đầu, không có đối đầu đâu. Hai cái xe đối đầu kia xe địch á. Quân địch là quân giặc. Thì họ họ xưng là Trung Quốc là như thế. Đông rỡ, Tây Hồ, Nam Mang, Bắc địch. Bởi vì á, những cái bộ tộc sống trên thảo nguyên phía bắc Trung Hoa đó, họ, họ hay tràn xuống, họ sống du mục. Thầy có trốn đi Mông Cổ một lần, mà mình người Việt mà mình vô Mông Cổ là khỏi cần xin visa vậy, trong vòng tháng là vô luôn à. Đó. Qua bên bển đồng cỏ nó minh mông bắt ngát, mà không phải là nó bằng phẳng đâu, nó có đồi lượm lên lượm xuống, nó chạy qua bên kia đồi là mình không không thấy nó ở đâu nữa. Mình lợi tới ngọn đồi kia là mình thấy nó biến mất đâu. Nó đồng cỏ nó bằng nhưng mà xa xa nó cũng lên xuống xuống. Rồi dân dân du mục à. Những cái bộ tộc mà sống du mục ở phía phía bắc Trung Hoa. Lâu lâu họ tràn xuống bắc Trung Hoa họ cúp trận cúp của giết người xong họ chạy có rượt theo đi nữa. Họ biến mất trên đồng cỏ. Mông Cổ đấy. Sau này tập hợp lực lượng rồi Temujin tập hợp lực lượng thống nhất được Mông Cổ lập ra là sau này xưng là Chengis Khan đó, thành các vương hãn đó, tên của ông là Temujin. Thì lúc đầu cũng là những cái bộ tộc tràn xuống cướp phá, coi là giặc mà rượt họ chạy tốt à, chạy biến mất mục tiêu trên đồng cỏ nó khó để lại dấu vết.
xây Vạn Lý Trường Thành, mục đích là ngăn chặn cái đám du mục ở trên nó tràn xuống, cái đám giặc ở trên nó tràn xuống, nó cướp, nó giết người, nó cướp của rồi nó chạy, xây Vạn Lý Trường Thành. Nhưng mà xây Vạn Lý Trường Thành khi Tần Thủy Hoàng xây, có xây ngay biên giới không? Ngày nay chúng ta lợi Bắc Kinh thì trên Bắc Kinh chút xíu là Vạn Lý Trường Thành rồi. Thì xây Vạn Lý Trường Thành có xây ngay biên giới không? Không. Không xây ngay biên giới. Mà xây Vạn Lý Trường Thành nhằm cái gì? Nhằm ngăn chặn những cái đám du mục, cái thế lực ở trên nó tràn xuống, nó cúp phá, nó giết người, nó cúp phá. Rồi xây Vạn Lý Trường Thành. Thì khi xây Vạn Lý Trường Thành mà không xây ngay biên giới thì những cái bộ tộc mà ở phía bên kia Vạn Lý Trường Thành á, họ cảm thấy là họ bị bỏ rơi. Quốc gia không bảo vệ họ. Mà quốc gia không bảo vệ họ mà ở trên nó tràn xuống, nó không vượt được Vạn Lý Trường Thành, thì họ chính là cái miếng mồi ngon cho cái đám đó. Họ chính là miếng mồi ngon. Cho nên là họ sao? Họ đó được không? Mỗi lần mà nó tràn xuống nó cướp thì nó vượt Vạn Lý Trường Thành không được. Người dân ở phía bên dưới Vạn Lý Trường Thành được bảo vệ, còn người ở phía trên Vạn Lý Trường Thành phía bên kia đâu được bảo vệ. Mà nó vượt qua Vạn Lý Trường Thành không được thì nó bằng thịt cái đám này. Cái tâm lý mà cái cảm giác mà mình bị quốc gia bỏ rơi thì sao đây? Họ bắt đầu họ bỏ đi. Ở đó đâu được. Nó tràn xuống, họ trở thành cái miếng mồi ngon, cho nên họ bỏ đi. Bên đi đâu? Họ đi về phía tây của Trung Hoa. Họ đi về phía tây của Trung Hoa. Từ thời Tần Thủy Hoàng họ bắt đầu đi. Họ đi. Nhiều thế hệ trải qua. Thì trong nó Hậu Hán Thư có ghi. Rồi một cái bia ký Rabatak có ghi lại. Để mình truy được cái nguồn gốc của cái triều đại Quý Xương này. Dựa trên bia ký Rabatak và dựa trên Hậu Hán Thư. Nhưng mà Hậu Hán Thư ghi không bằng Rabatak. À, diêm cao chân, diêm xanh, diêm đỏ gì đó. À, bia ký Rabatak ghi 4 thế hệ. Kajula là ông cố của Kaniska đó, thầy đánh vần nè, K A G U N L A, Kajula, K A D B phở, H I S E S là tên của ông cố của A Dục á. À, ông cố của Kaniska. Rồi tới ông nội là Vimatatu, V nè, I nè, M nè, A nè, T A K T U, Vimatatu là ông nội á. Ông nội thừa kế. Thì rồi tới cha ông thừa kế cái gì? Đến tới cái thời đại mà ghi sách chữ bắt đầu ghi được á, thì Hậu Hán Thư ghi lại là có 5 bộ tộc gốc của người Trung Hoa từ bên kia chạy qua. 5 bộ tộc. 5 bộ tộc có tên gì? Hư Mật, Hật Đốn, Sông Mật. Hư Mật, Hật Đốn, Sông Mật, Quý Xương. Cái gì nữa đó? Hư Mật, Hật Đốn, Sông Mật. Còn em nữa quên mất rồi. Hư Mật nè, Quý Xương nè, Sông Mi đó, Đô Mật. Sông Mi, không phải là Sông Mật mà Sông Mi. Đô Mật. Hật Đốn, 5 bộ tộc. Khi Hậu Hán Thư ghi lại là có 5 bộ tộc. Bộ tộc Quý Xương là ông Kajula đó, tộc trưởng á. Tộc trưởng tộc Quý Xương là Kajula đó. Được chưa? Ông chinh phục 5 bộ tộc còn lại.
mấy bộ tộc còn lại, bốn bộ tộc còn lại, và ông thống nhất được. Khi thống nhất được các bộ tộc sẽ tạo thành một sức mạnh. Giống như mà Temujin mà trước khi mà tấn công Mông Cổ, tấn công Trung Quốc là cũng là thống nhất các bộ tộc ở ở Mông Cổ. Thì ông Kajula, ổng là người của tộc Quý Xương, nhưng mà ổng tấn công bốn bộ tộc kia, Đô Mật, Hật Đốn, Sông Mi, rồi nó ông tấn công mấy bộ tộc đó, rồi ông hợp sức năm bốn bộ tộc này lại thành năm, với tộc của ông là năm, đủ sức mạnh mở rộng vương quốc ra, đánh công các nơi, vòng 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 mở rộng vương quốc ra. Đó, cái khu vực mà lập nghiệp đó là Đại Hạ, Bactria, Bê Bò đó, B nè, A nè, C nè, T nè, Y nè, R nè, A, T, R, I, A, Bactria, dịch là Đại Hạ đó, Trung Quốc kêu là Đại Hạ, đó, Bactria, khu vực này Đại Hạ, họ dùng cái ngôn ngữ Ấn Âu, lai này lai kia, năm bộ tộc này, Hậu Hán Thư ghi lại năm bộ tộc, và Kajula là tộc trưởng của tộc Quý Xương đó. Ông thống nhất năm bộ tộc tạo thành sức mạnh mở rộng vương quốc ra. Rồi Kajula chết để lại nhường lại cho con, con kế vị là ông Vimatatu. Rồi K A D B phở H I S E S. Thấy nhá, là cha của Kanishka, và thế hệ thứ tư là Kanishka. Rồi đó mà gãi đầu. Nhớ, phải nhớ. Sử mà có công mài sắc là có ngày thành Bù Lon. Đứa nào mà ghi đầy đủ mà đúng thì điểm cao, đứa nào mà ghi ba xàm ba sực thì cái thứ cứ theo cái đó mà trừ mà điểm, tính điểm. Có đứa không nhớ được chữ nào thì không đứa được chữ nào thì chấm trên cái bài thôi, còn cái phần mà điểm nhớ đó thì không có, như nó hiểu không, chứ không phải là cái bài đó là rớt. À, viết về sử của Phật giáo Ấn Độ mà toàn là tên Đạo Gia Du Đà La Sa Nạc rồi Sa Sa mà sẽ đi gì đó, là ghi toàn là ghi tiếng phiên âm của Trung Quốc không thì cái điểm nó khác, mất đi cái điểm mà nhớ từ tiếng Bali, tiếng Sanskrit. Rồi chứ bây giờ là 8:40 rồi, tụi con nghỉ chút xíu nghe chưa, rồi bắt đầu học tiếp về nhân vật Kanishka nghe. Rồi ông nào ngủ nãy là ngủ đi, tranh thủ ngủ.
Cái bộ Outline of History này là có tiếng Việt rồi đấy. Có dịch tiếng Việt rồi. Ở vô học đi. Học sớm, nghỉ sớm. Nghỉ chút xíu thôi. Vô học, học sớm, nghỉ sớm. Đi đâu hết. Cái Outline of History này có tiếng Việt. Trên thư viện cũng có bản tiếng Việt. Outline of History. Bây giờ Bốn Tâm con có thấy những kẻ đạo pháp không? Đạo pháp, đạo là trộm á. vô này nè, dứt dân ra, đạo là trộm á. Vô không hỏi không nói gì. Chui chui vô DT học thì được quyền xin, phải nói một tiếng chứ. Còn đứa nào mà máy hư rồi cho phép nghỉ luôn. Đứa nào buồn ngủ cũng cho tắt máy ngủ luôn. Không sao, mượn bài của bạn lại học. Rồi mình học một chút nữa nghỉ. Học sớm sớm, nghỉ sớm sớm. Chừng khoảng 10 rưỡi nghỉ được ha. Nói thì mở mic lên chứ lắp giáp cái miệng nữa thôi. Ai nghe. Cùng lắm là mấy người ở trong phòng nghe thôi. Chứ thầy có nghe đâu mà. Rồi, không có chờ nữa. Dặn đừng có đi đâu xa. 1, 2, 3 là bắt đầu đề 3 chạy. Đạp máy xong rồi vô số là lên ga liền vậy đó. Chọt. Năm bộ tộc. Ông Kajula, ông thống nhất năm bộ tộc. Thống nhất được năm bộ tộc là tạo thành cái sức mạnh nè. Nó tạo thành sức mạnh được chinh phục những cái vùng xung quanh này. Trong lịch sử ghi lại là họ, cái vùng của họ lập nghiệp đó, gọi là Bắc Chi A đó, Đại Hạ, bây giờ là Trung Á đó. Huyền Trang đó, ông đi từ Ấn Độ, ông đi từ Trung Quốc qua Ấn Độ. Thời đó ghi đi qua mấy chục nước đó. Nước chút rồi. Hồi xưa gọi là quốc gia đô thị. Những nơi mà Huyền Trang đi qua bây giờ không xác định được trên bản đồ luôn. Có những nơi không xác định được trên bản đồ. Một số thì nó bị sa mạc hóa, lấp mất nè. Có một số nữa thì nhỏ quá, xác định không được. Việt Nam mình cũng vậy. Khi mà quân Đại Việt mà tràn từ ngoài tràn vô vùng cao nguyên của mình á, Gia Lai, Kon Tum gì tuốt ở trên đó, đó. Còn một tiểu quốc nữa, nước nhỏ thôi, nhưng mà khi mà quân Đại Việt tràn ngang tràn nhanh quá, sáp nhập cái tiểu quốc đó vô trong bản đồ luôn, mà không nhớ là không ghi lại là cái nước đó là cái nước gì, biết chỗ đó có một cái quốc gia nhỏ sáp nhập vô luôn, nhưng mà không có ghi lại là nước đó là nước gì, bên kia nước Lào không biết, bên đây nước gì, sáp bên đó, là không có ghi lại. Biết là lịch sử có ghi là chỗ đó có một nước nhỏ. Một quân Đại Việt tràn nhanh quá, tràn qua luôn, nuốt luôn, không ghi lại. Thành ra không nhớ, không biết là nước đó nước gì. Có một tiểu quốc nhỏ nhỏ. Thì thời xưa mà Huyền Trang đi, người Trung Hoa là từ xưa tới giờ, lúc bấy giờ Huyền Trang đi tới nước Hiền Độ. Người Trung Hoa là cái gì họ cũng phiên âm thành tiếng của họ, nước Hiền Độ. Mà trên thế giới làm sao biết nước Hiền Độ? Thì cái chữ Hiền Độ đọc là xỉn tú đó, Hindu, Hindu đó, xỉn tú đó. Người ta xác định được cái khúc đó là khúc nào. Đó. Hai ba đứa để ra đi nó ấy tính nha. Vô học là phải hỏi đâu đó đàng hoàng lấy phép nha. Vô học, học thì lo học, còn buồn ngủ quá thì nằm xuống ngủ, tắt máy.
Máy yếu quá thưa thầy, máy con nó yếu quá, hai cái hư cái không mở webcam được, con được quyền nghỉ luôn. Đó. Mượn bạn vài bài học thiền. Được chưa? Tới thời Kanishka, ông cũng mở rộng vương quốc của ông ra, mở rộng lắm. Kanishka là nhà chinh phục, ông cũng mở rộng vương quốc của ông lắm. Vương quốc của ông rộng tới cỡ nào? Phía bắc của cái đế quốc Kushan này đó, đó Kushan, 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 cái đế quốc Kushan này nó lớn cỡ nào? Phía bắc của đất nước Kushan này á, của đế quốc Kushan này á, là nó bao gồm cả luôn là Ube Kít Tăng, Taji Kít Tăng đồ này nọ, mấy Kít Tăng đó là bao hết á. Ube Kít Tăng, Taji Kít Tăng rồi cái gì đó, mấy cái Kít Tăng đó là cũng nằm trong vương quốc Kushan. Phía đông của nó là tiếp giáp với biên giới của Trung Hoa. Mà biên giới của Trung Hoa hồi xưa đó có nghĩa là tới Đôn Hoàng đó, tới Đôn Hoàng. Đôn Hoàng là cái địa đầu của cái của sa mạc Taklamakan. Tụi con biết đó, cái sa mạc Taklamakan hồi xưa nó nằm ngoài Trung Quốc, bây giờ Trung Quốc nó chiếm rồi. Thì đi từ ở Trung Hoa tới tới Đôn Hoàng đó là cái địa đầu, à là cái biên giới, à rồi qua khỏi Đôn Hoàng là tới sa mạc Taklamakan. Người ta không có đi ngang sa mạc được đâu, người ta đi rìa 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 sa mạc nè. Gặp nhau tại đâu? Gặp nhau tại Kasga. Đi theo cái rìa 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 thì cái đầu bên kia sa mạc là thành phố Kasga. Ngày nay cũng còn tên là Kasga đấy, của người thủ phủ của người Duy Ngô Nhĩ đấy. Đó. Thì hồi xưa đó là biên giới của Kushan đó là nó tới Đôn Hoàng đó. Bây giờ là Trung Quốc nó chiếm mớ, Liên Xô chiếm mớ đó, thành ra mấy cái ga mấy cái Kistan Kistan đó, Ubekistan, Tajikistan rồi này nó đó. Rồi Trung Quốc chiếm mớ Thanh Hải rồi này nó đó. Thanh Hải, Tây Tạng, Tân Cương đó là hồi xưa là nó không có nằm trong bản đồ của Trung Quốc. Trung Quốc chiếm. Được chưa? Phía Bắc là bao gồm những nước mà Liên Xô tách ra đó, Tajikistan, Ubekistan rồi đó. Rồi mình qua bển đá banh thua người ta đó. Đó. Tại tuyết nó rơi quá, lạnh cống quá trời, đá gì được mà đá. Mấy ông nói mấy ông lạnh quen rồi. Trung Quốc nó sắp làm sao mà đá ngay chỗ nước đá không. Bây giờ nó qua sau này đá cho nó mấy trái cho nó biết. Chơi cũng đẹp. Nha. Rồi á, là phía đông á, là tới biên giới của Trung Quốc. Còn phía tây á, là giáp biên giới với đế quốc Ba Tư, giáp biên giới với đế quốc Ba Tư. Tụi con biết nước Ba Tư hồi xưa đó, Ba Tư nó là một đế quốc. Ba Tư là nước nào? Bây giờ trên bản đồ thế giới không có Ba Tư. Hậu Hán, An Tức Quốc, Sa Môn, An Thế Cao Dịch, Kinh Bát Đại Nhân Giá đó, thì An Tức là Ba Tư đấy. An Tức Quốc là nước Ba Tư đó. Mà nước Ba Tư là đế quốc Ba Tư là nó bị lớn, là nó lớn lắm. Ả Rập Xê Út, Kuwait, Tiểu Vương quốc Ả Rập, Syria, Jordan, rồi Iran, Iraq, dài dài cái đám đó là đế quốc Ba Tư. Thủ đô của đế quốc Ba Tư là Baghdad, Baghdad đó là bây giờ là của Iraq đó. Đế quốc Ba Tư xưa cũng hùng mạnh lắm đó. Cái người mà xóa sổ đế quốc Ba Tư là ông Temujin đó, ông Chăng Chiết Khan đó, thành các từ hãng đó. Xóa xóa đế quốc Ba Tư trên bản đồ thế giới luôn, rồi sau đó mới chẻ ra nước nhỏ 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 đó, đó Jordan nè, Qatar nè, Ả Rập Xê Út nè, Kuwait nè, các tiểu vương quốc Ả Rập nè, rồi vòng 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 đó là Iran nè, Iraq nè, đó, răng rắc á. Hai cái nước hồi đó đánh nhau cũng 3 năm trời ấy, răng rắc đi răng đi rắc ông nào cũng hồi quấn răng rắc quấn 3 năm trời ấy. Mới gần đây nè, cận đại này nè, ông nào cũng nhân danh Allah quấn cha la xuống lộn dữ.
thì tụi con lấy phía đông là nó tiếp giáp với đế quốc Ba Tư. Đế quốc Ba Tư hồi xưa nó hùng mạnh, là để nói đế quốc Ba Tư. Còn phía nam của nó tới đâu? Phía nam của nó là nó chiếm Bắc Ấn Độ làm phía nam. Delhi nằm trong vương quốc Kushan luôn. Rồi cái kể cả cái thủ đô của vua A Dục Pataliputra đó, Hoa Thị Thành đó, cũng bị Kushan nó chiếm. Chiếm tới phía bắc thôi à, chứ miền trung Ấn Độ là không có bị chiếm. Một vương quốc rộng lớn cỡ chừng này nè, của Kanishka đó, vương rất là rộng lớn cỡ chừng này, chiếm phía bắc Ấn Độ luôn. Đó, thì một bên là bên đông là tiếp giáp với Trung Quốc, nhà Hán đó, mà hai bên có chạm trán với nhau nữa. Đó, rồi một bên là bên đông là tiếp giáp với đế quốc Ba Tư. Mà đế quốc Ba Tư hồi xưa nó hùng mạnh lắm. Tụi con biết dân Ba Tư hồi xưa buôn bán đồ, dân cư phát đạt, thịnh vượng lắm. Thịnh vượng làm sao biết được cái thời đại đó thịnh vượng như thế nào? Có đọc truyện Ngàn Lẻ Một Đêm không? Đâu, đứa nào đọc truyện Ngàn Lẻ Một Đêm? Có đọc truyện Ngàn Lẻ Một Đêm diễn tả Ngàn Lẻ Một Đêm, ghi lại cái sinh hoạt buôn bán rồi này nọ của đế quốc Ba Tư đó, là chuyện Ngàn Lẻ Một Đêm. Có đứa nào đọc chuyện Ngàn Lẻ Một Đêm không? Đâu có đọc chuyện Ngàn Lẻ Một Đêm, lo coi mạng, coi TikTok được không, chứ đâu có đọc chuyện Ngàn Lẻ Một Đêm không. Toàn là coi trên mạng không. Đọc sách rất ít, tụi con đọc sách rất ít. Rồi biết làm sao là Ngàn Lẻ Một Đêm không? Muốn thầy kể cho nghe không? Rồi ngồi làm thinh hết luôn. Dạ có. Có mình mày nghe hả? Vậy mấy đứa kia tắt đi rồi thầy kể mình nghe thôi. Chuyện Ngàn Lẻ Một Đêm. Đọc Ngàn Lẻ Một Đêm bây giờ nó dịch ra rồi tiếng Việt đó, đọc mình biết được cái đế quốc Ba Tư. Tụi con nhớ là 7 cuộc phiêu lưu của Sinbad nè, Trộm Mắt Phật nè, nói là Trộm Mắt Phật chứ không phải là phim Trộm Mắt Phật đâu. Nó là đế quốc Ba Tư không á, chuyện về văn hóa của Ba Tư, xã hội của Ba Tư xưa. Aladdin và cây đèn thần. Aladdin và cây đèn thần đó, vừng ơi mở cửa ra đó, cũng là trong Ngàn Lẻ Một Đêm đó. Aladdin và cây đèn thần, Alibaba và 40 tinh cướp cũng là trong Ngàn Lẻ Một Đêm đấy. 7 cuộc phiêu lưu của Sinbad cũng là trong Ngàn Lẻ Một Đêm đó. Đó, Ngàn Lẻ Một Đêm nó dài. Tại sao Ngàn Lẻ Một Đêm? Đi ra ngoài chơi một chút rồi chạy vô lại ha. Mở đầu câu chuyện mà tại sao Ngàn Lẻ Một Đêm á là vậy nè. Ông vua cha ổng có vương quốc rộng lớn, rồi ổng chết, ổng truyền ngôi lại cho ông vua con. Thì ông vua con ổng cũng có ông em, anh em ổng, rồi ổng cho ông em là vua nước nhỏ, ổng vua nước lớn. Rồi hai anh em cũng tiếp tục mở rộng vương quốc. Đó. Thì ổng đi đánh đông dẹp bắc, ổng về. Ông có vợ ông đẹp, thường thường mấy ông vua không có vợ ông vua nào xấu hết trơn, vợ ông vua nào cũng tiễn vòng một vòng hai được không à. Rồi ông mới phát hiện vợ ông là ngoại tình. Ông vua anh á, ông phát hiện vợ ông ngoại tình. Mà ông thương vợ ông lắm, phải chi ông ăn chả đó, thì bà ăn nem thì ông nói ông mất đi đánh đông dẹp bắc mà bà ở nhà bà không chịu ăn chay mà bà lại ăn nem. Đó. Phải chi ông ăn chả đi thì bà mới ăn nem, mà ông không ăn chả. Ông đi đánh đông dẹp bắc mở rộng vương quốc đem tiền về cho bả xài, mà bả không chịu ăn chay mà bả ăn nem. Mà bây giờ giết bả đó thì giết cũng được, tại vì ông thương vợ ông lắm, mà ông phát hiện vợ ông ngoại tình rồi, ông buồn quá. Ông ăn chả, bà ăn nem, cái này là ông không ăn chả mà bà không chịu ăn chay bà ăn nem. Đó, ông buồn, giết thì ông giết cũng được tại vì ông thương. Ông buồn quá rồi ông mới đi qua nước của ông em á, để ông chơi, ông giải bài tâm sự với ông em. Thì trên đường đi qua nước ông em thì ông gặp ông em nữa. Ông gặp ông em từ bển qua mà cái mặt nó cũng giống như mất sổ gạo. Gặp nhau anh em, gặp nhau mừng, hỏi mình đi đâu đấy, tính qua bên anh chơi. Nhà mày có chuyện sao mà đi qua tao chữ. Rồi hai anh em ngồi tâm sự thì ông em cũng bị giống vậy luôn đó.
cũng lo công chuyện ở ngoài rồi không dẫn vợ đi Bà Nà Hiêu chơi sao không biết, ở nhà bà cũng ăn nem nữa. Hai anh em ông vua gặp nhau vợ ngoại tình không, hai ông cùng tâm trạng, vừa là anh em mà vừa cùng cảnh ngộ nữa đó. Rồi bây giờ không lẽ giờ về giết vợ thì ông em không nói tôi giết cũng được anh ơi, tôi thương. Rồi ông anh không nói cũng vậy, nó tao giết cũng được tại tao thương, tao giết cũng được. Rồi hai anh em đó, trên đường gặp nhau đó, kéo ra bờ biển, cũng gần cái bờ biển đó ngồi tâm sự, giờ chưa biết giải quyết làm sao. Thì đang ngồi tâm sự gần bờ biển thì ở dưới biển nó nổi sóng lên, đùng 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 nổi sóng lên. Hai ông này chưa biết chuyện gì xảy ra nữa, chạy lên khúc nhìn coi cái gì. Mấy ông này là từ là vua mà tướng ra trận, mấy ông đâu ngán, chạy lên khúc thủ thế coi gì. Thì ở dưới biển trồi lên một cái ông khổng lồ to bự, bự khổng lồ bự chứ không phải là bự bành kỳ đâu, bự bự hơn bình thường. Thì trên cái vai của ông vác một cái hộp, vác một cái hộp bằng sắt nghe nha. Rồi cái hai ông này chạy, thì ông khổng lồ mà ông bước bước mà ông này, hai ông này chạy một một đổi thì chạy hồi thấy cái bộ không xong rồi leo lên cây đó, leo lên cây trốn chảnh. Thì ông khổng lồ này ông lợi tới cũng ngay gốc cây đó đó, tại gốc cây to mà. Ông ngồi xuống, ông để cái hộp xuống, thì ông mới lấy chìa khóa, ông giấu cái chìa khóa trong người ông mới mở cái hộp ra. Thì trong hộp là có một người đàn bà rất đẹp. Thì ông khổng lồ này nè mới ái ân với cái người đàn bà này, ái ân với người đàn bà này xong rồi á, là ông khổng lồ này ông sạc pin xong rồi thì ông mới là ngủ. Mà ông ngủ là ông nằm trên cái đùi của cái bà này nè, ông ngủ ngáy, ngủ ông ngáy mà ông nằm trên cái đùi bà này ông ngủ. Thì bà này ngồi đây để cái đùi cho ông gác lên ông ngủ. Ông hồi xây qua xây lại ra đó có ai, dòm qua dòm lại dòm lên trên thấy hai cha nội ngồi chảnh đó nha. Xuống 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 xuống, kêu xuống, mấy ông đâu dám xuống, tại ông xuống đây ông khổng lồ này mần thịt sao đó. Thành ra bà này bà kêu xuống 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 xuống, hai ông xuống, xuống. Bây giờ xuống không, không xuống là tôi kêu cha này thức dậy à đó. Thì hai ông vua quýu cạn hết trơn rồi, phải tuột xuống, tụt xuống ngang. Cái bà mới cầm cái đầu của ông khổng lồ á, nhẹ 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 bà để ra một bên. Ông đang ngủ mà ngái vàng gì sắm. Rồi bắt đầu á, là dẫn hai ông kia đi lại đằng kia đó. Rồi hai ông sạc bình với bà đó, phải sạc bình với bà. Sạc bình xong rồi chứ, rồi mỗi ông phải tặng cho bà một chiếc nhẫn, cái đồ đeo này nè để kỷ niệm. Hai lúc đó đòi là phải lo đưa liền chứ không thôi nó kêu kêu thức dậy chết sao. Thành ra hai ông phải lộ hai chiếc nhẫn ra đang đeo để tặng cho bà để làm kỷ niệm. Bà móc lưng quần bà ra cho một chùm, bà nói đó là mỗi người ngủ với bà là phải tặng một cái chiếc nhẫn để làm kỷ niệm, mà không phải hai ông này không đâu. Bà lấy ra cho một chùm luôn, rồi say goodbye hai ông này chạy. Rồi bà về, bà ngồi kế bên ông khổng lồ, bà để cái đầu ông khổng lồ lên. Ông khổng lồ không ai biết gì chứ nha. Thì hai ông này về chạy một khúc rồi thấy không có người rượt theo, mới ngồi mới suy nghĩ. Mấy bà đòi Mercedes có Mercedes, đòi nhà lầu có nhà lầu, đòi cái gì cho anh ấy mà cũng vậy. Rồi bây giờ làm sao giữ mấy bà? Cái thằng cha này nè, chả bỏ vô trong thùng á, chả đem xuống dưới biển á, chả giấu, lâu lâu đem lên sạc bình rồi á, là giấu nữa. Vậy mà giờ làm cho một chùm thì làm sao tin nổi mấy bà đây? Bỏ vô trong thùng khóa lại rồi đem giấu dưới đáy biển á, rồi lâu lâu đem lên sạc bình xong á, rồi đem bỏ vô khóa lại đem giấu ở dưới. Vậy mà còn cho một chùm chiếc nhẫn rồi nè. Rồi bây giờ làm sao tin mấy bà đây? Rồi bây giờ làm sao? Rồi hai ông bàn tới bàn lui, mà nay nấy về, ông em cũng vậy, ông anh cũng vậy, trở về vương quốc của mình. Rồi chứ vô đẹp đẹp rồi vô thi vòng 1, vòng 2 rồi vô đây ngủ một đêm tới sáng đem ra giấc. Vậy đó, cứ một đêm tới sáng đem ra chặt, đem tới sáng đem ra chặt, tại vì nuôi không được.
Đó, thành ra là ngủ một đêm tới sáng rồi chứ, đem ra phơ bà, ngày mai vô bà hát ơi, mà lựa vòng một vòng hai không à, đẹp đẹp không à, rồi một đêm tới sáng xong rồi bụp, rồi xong bà kia vô đó, tối đó gãy lưng hay là móc lỗ tai hay là đánh bài gì không biết, sáng ra là quất vậy đó. Đó mà làm cũng mớ rồi nghe, dân làng cũng biết làm sao mà để giải quyết vấn đề đó, mà ông vua mà đó. Rồi ông cũng kể hết chuyện của ông ra vậy đó. Giờ ông trừng trị bằng cách đó, thi vòng 1, vòng 2 vô. Tối đó là coi TikTok hay chơi game hay là đánh bài hay là gãy lưng gì cho ông cần biết, sang gà quất vậy. Ừ. Thì làm cũng nhiều rồi. Rồi bây giờ làm sao? Lần lần này là chắc hết phụ nữ quá. Cho nên con gái của ông Quan Tể Tướng đó, cái chị này là con gái ông Quan Tể Tướng, chị khôn lắm, chị giỏi lắm. Chị mới xin cha chị vô hầu ông vua. Cha chị nói trời ơi mày vô trọng sáng ra ông phục mày rồi, cha đâu nhìn thấy mặt con nữa, nó không còn có cách, cha tin tưởng con đi. Rồi này nọ thuyết phục, cuối cùng cha cho đi dẫn theo đứa em, cũng đứa em gái nữa, mà hai người này là chưa đi thi, chứ thi chắc cũng đậu vòng 1 vòng 2 nè. Thầy gái vô đó bắt đầu hầu ông vua. Thì cái chị này á, chị vô là chị kể chuyện cho ông vua nghe, chứ ông vua ông đâu có thiết tha gì cái vụ mà sạc bình này nữa. Đó, sáng ra là có khi tối đó là chơi game hay gãy lưng gì là sáng ra ông giết rồi. Đó, chặt rồi. Thành ra là chị này chỉ kể chuyện cho ông nghe, mà chỉ kể chuyện hấp dẫn. Kể tiếp mai tính rồi đó, chỉ kể chuyện nữa. Rồi ông vua cũng nghe mà ghi, chỉ kể chuyện nó lôi cuốn, nó hấp dẫn quá. Rồi cái tối lại cái gần sáng cái đứa em nó nhắc chị ơi trời sắp sáng rồi, thì ông vua cũng nói không sao, kể hết đi rồi tối kể tiếp. Mà bà kể cho nghe là 1001 đêm mới xong chuyện, 1001 đêm luôn, là bà này là nhiều chuyện số thế giới. Bà kể tới 1001 đêm mà kể hấp dẫn lắm à. Thì những chuyện của bà kể là ghi lại trong cái cuốn 1001 đêm đấy, mình đọc vô mình thấy hấp dẫn thiệt. Mà bà này là nhiều chuyện nhất thế giới, bà kể hết chuyện này tới chuyện khác mà 1001 đêm là cũng mấy năm hay là cũng 2 năm mấy 3 năm à, 2 năm mấy, hơn 2 năm à. Mà nhiều chuyện số 1 thế giới, kể riết mà ổng nghe riết rồi ổng ghiền. Rồi đêm nào cũng kể, đêm nào cũng kể. Rồi viết rồi ổng bãi bỏ cái lệnh đó luôn, ổng cưới làm vợ luôn, ổng cưới hai chị em làm vợ luôn. Rồi mới bỏ cái lệnh mà đêm tới sáng là chặt, đêm tới sáng là chặt 1001 đêm. Thì đọc vô chuyện 1001 đêm chúng ta sẽ thấy được cái đế quốc Ba Tư nó hùng mạnh như thế nào, nó buôn bán, nó phát đạt, nó thịnh vượng như thế nào. Đó, cái đế quốc Ba Tư mà giáp biên giới với Kaniska đó. Thấy nha. Thì ông mở rộng vương quốc rộng lớn. Việt Nam mình có cái cuốn mà những vị vua hộ pháp gì đó của ông Trần Trúc Lâm, ông Trần Trúc Lái gì đấy. Thì ông đó trong đó ông nói vậy nè: vua Kanisaka mở rộng vương quốc nhằm hai mục đích. Mục đích thứ nhất là kiểm soát con đường tơ lụa. Mục đích thứ hai là truyền bá Phật giáo. Lịch sử truyền bá Phật giáo chưa bao giờ đi sau gót giày của quân xâm lược. Ông vua Kanisaka ổng đến với Phật giáo trước, hay là ổng mở vương quốc rồi ổng mới đến với Phật giáo? Còn bây giờ mà mở rộng vương quốc ra để truyền bá Phật giáo, mở rộng vương quốc có đánh nhau không? Đánh nhau có chết người không? Có đâm cái ẹt loài bộ đồ lòng ra không? Phật giáo không có đi theo cái đó, không có chủ trương cái đó. Mà lịch sử Phật giáo cũng chưa bao giờ dính líu tới cái chuyện đó. Phật giáo đi đến đâu truyền luôn cái thông điệp hòa bình của Đức Phật, chứ không có cái chuyện mà mở rộng vương quốc đánh chiếm nước của người ta rồi đặng truyền bá Phật giáo. Ông Trần Trúc Lâm, Trần Trúc Lái này nói như thế tưởng là tăng uy tín của Phật giáo, hay là nói như thế để hạ cái uy tín của Phật giáo? Mà uy tín của Phật giáo cũng không gì câu nói của ông này mà lên hay xuống. Lịch sử của Phật giáo đã chứng minh được là Phật giáo không bao giờ dính líu tới cái vụ này. Không bao giờ mà đi theo gót giày của quân xâm lược. Quân xâm lược đi trước là Phật giáo đi sau không đó.
không có cái chuyện mà mở rộng vương quốc để mà truyền bá Phật giáo. Nếu như A Dục nói với mấy thầy để tôi mở rộng vương quốc, tôi quánh thằng nó để cho mấy thầy truyền đạo qua, mà ông thầy chùa nào mà ủng hộ đó, ông đó không phải thầy chùa. Không có chuyện đó. Ghi bậy mạ không, những hộ pháp vương của Phật giáo Trần Trúc Lâm, Trần Trúc Lá gì nó bậy gì này. Mở rộng vương quốc ra để truyền bá Phật giáo bậy bạ này. Bây giờ ông ví dụ ông vua dụ ông vua dụ ông theo Phật giáo sau khi ông chiến Kali, rồi sau Kali ông đâu đánh bây giờ cái này Sắc Ca nói giờ để tôi quýnh tụi nó kiếm nước tụi nó sau rồi tôi cho mấy thầy qua truyền giáo, rồi ông thầy nào đó được bệ hạ làm đi là thầy, cha đó không phải thầy chùa quỷ. Phật giáo không có chủ trương cái chuyện đó, khỏi cần đánh tụi tôi truyền cũng được nữa. Ông khỏi cần giết người ta, khỏi cần mở rộng vương quốc, đừng có đánh người ta vậy, tụi tôi truyền cũng được. Chứ không cần mà đánh người ta. Mà hồi xưa mà mở rộng vương quốc thì thế nào cũng tấn công, mà tấn công thì thế nào cũng đâm chém, mà đâm chém thì thế nào cũng loài ruột ra, đâm một cái ẹt đó mà thôi bộ đồ lòng nó ra hết, có khi nó phơ ngang cái thành hai khúc. Người nói mở rộng vương quốc để truyền bá Phật giáo, cha nó chốc không bậy. Lịch sử Phật giáo ở các quốc gia, lịch sử truyền giáo của Phật giáo trên thế giới không có dính líu tới cái vụ đó. Nghe chưa? Trần Trúc Lâm gì của Việt Nam, trí thức Phật giáo Việt Nam thấy bắt uống vậy đi. Vậy cái đám thầy chú con đọc vô khoái lắm rồi chích vô. Rồi nha. Vì vương quốc của ông rộng lớn quá cho nên ông có tới 3 thủ đô để cai trị vương quốc của ông. Ông tới 3 thủ đô, 1 thủ đô chính và 2 thủ đô phụ. Burusapura là thủ đô chính của ông nè, đánh giờ nghe nó nói là nó đọc liền, mà ngồi đó mà cười đi cái công này ha. Đức Tâm Buru Shabura Burusapura là cái thủ đô chính của ông á. Burusapura hồi xưa là Burusapura, bây giờ là Peshawar, cái tỉnh Peshawar của Pakistan đó. Thấy chưa? Ông còn 2 cái thủ đô nhỏ nữa. Mathura của Ấn Độ là 1 thủ đô của ông nữa. Còn 1 thủ đô kia nữa, ông 3 thủ đô. Tại vì vương quốc ông rộng lớn quá. Rồi chưa? Tại bây giờ nè, nguyên nhân nào ông tới Phật giáo? À, nói về cái gia tộc của ông, gia thế của ông rồi, bây giờ nói tới nguyên nhân Phật giáo. Thì trong cái bộ sách của Trung Quốc á, Lăng Phật giáo Trung Quốc á, Lăng già La Sát Sở Tập, thì trong đó nói á, là ông vua này cũng làm ác nhiều quá, chiến tranh mà, nhưng mà nhờ một vị La Hán đó đưa ông xuống địa ngục coi cảnh khổ của địa ngục, rồi ông sợ quá ông theo Phật giáo. Chứ lúc ông quen với ông thầy ông chưa theo hả? Quen với ông thầy già mà A La Hán đó đưa ông xuống dưới địa ngục, thấy khổ dưới địa ngục chặt lột da nhúng nước sôi cạo gãi ngủ gì hương hành hẹ rồi nó quắc lên sao quán hồn quán vía, đầu trâu mặt ngựa ở dưới địa ngục, đầu trâu mặt ngựa, không biết nó ăn sao rồi, không biết ăn cỏ hay ăn gì, tại đầu trâu. Đấy chứ. Còn cái bộ là Tạp Bảo Tàng thì ghi lại là Tạp Bảo Tàng ghi lại câu chuyện là sau này Huyền Trang đó, trong Đại Đường Tây Vức Ký đó, Huyền Trang đi qua tới bển, Huyền Trang lợi tới nơi chứng kiến cái tháp vua Dục xây á, vua Kanishka xây đó, cái nguyên nhân mà dẫn đến Phật giáo của ông á,
thì Huyền Trang có lợi tới nơi, Huyền Trang thấy, Huyền Trang ghi và Huyền Trang nhắc lại câu chuyện trong tạp bảo tàng. À, trong tạp bảo tàng nói là vua Kanisaka ông đi săn. Ông đi săn rồi ông gượt con nai con treo gì đó, ông gượt ông bắn. Rồi ông bắn hụt rồi nó chạy rồi ông dí theo. Ông dí theo rồi ông lạc lối trong rừng mà đâu có đường này đường kia, ông không biết đường ra. Rồi ông đi tà tà vậy đó. Thì ông thấy đứa nhỏ nó đang chơi. Nó đang chất gạch nó xây. Nó biết ông vua không? Nó biết ông là ông vua không? Cái đứa nhỏ đó, nó biết ông là ông vua không? Biết không? À, không đứa nào nói cho nhỉ? Người vua cho nhỉ? Đứa nhỏ nó biết ông là ông vua không? Dạ không ạ. À. Làm sao nó biết ông là ông vua? Rồi ông hỏi nó chứ con đang làm gì? Thay vì ông gặp ông thấy nó kỳ kỳ, thay vì ông hỏi đường à, con quay lại học, con muốn quay lại học xin phép đồ đàng hoàng quay lại học rồi à, thì ông lạc đường mà ông thấy đứa nhỏ trong rừng chỗ ông lạc lối mà ông thấy đứa nhỏ nó đang làm, mà ông hỏi con đang làm vậy nó, lúc này nó tâu đại vương hay là thưa bác, thưa bác là con đang làm cái tháp. Nhưng hỏi con làm cái tháp làm cái gì? Con làm cái tháp làm gì? Nó nói là theo lời Đức Phật dạy đó, là sau này có vua Kanisaka xây cái tháp ở đây nè. Rồi con làm cái tháp để con nhắc ổng á. Con làm cái tháp này để con nhắc ổng, ổng nhớ ổng xây cái tháp ở đây. Thì trong tạp bảo tàng ghi như thế và Đại Đường Tây Giới Ký cũng nhắc lại câu chuyện như thế. Đó. Thì ông nghe vậy, ủa nó làm sao nó biết mình là vua Kanisaka mà Phật giáo, ông Phật là ông nói là mình sẽ xây cái tháp ở đây này nọ nọ. Rồi về là ông xây, sau này là ông theo Phật giáo ông xây cái tháp. Và khi Huyền Trang qua tới bên đó đó, cái tháp nó còn. Huyền Trang diễn tả cái tháp. Rồi sau này các nhà khảo cổ của Anh đó, họ vô cái chỗ mà Huyền Trang ghi là cái tháp Kanisaka đó, nó có nguyên cuốn khảo cổ Kanisaka Steve. Cái tháp Kanisaka, tụi con biết cái đường kính của nó đó, cái đường kính của cái tháp đó đó 80 mét, 78 mét, bao nhiêu 80, cái đường kính á, cái media của nó là 78 mét, cái chiều cao của nó đó Quyền Trang diễn tả ước tính 120 cho tới 150, 120 cho tới 130 mét cái chiều cao. Mà Huyền Trang diễn tả đó, cái tháp ngay giữa nè, nó có mấy cái dòng rào bằng đá, có bốn cửa đi vào, và mỗi cái cửa khi mà bước vào có một cái tượng Phật lớn trang trí bằng đá đẹp, vừa bự vừa cao vừa đẹp. Huyền Trang tả lại cái cảnh đó, mà Huyền Trang là ông thấy gì ông ghi lại cái đấy ha. À, nó cao, nó lớn, nó đẹp. Và phía đông của cái cửa phía đông của cái tháp đó, vẫn còn cái tháp nhỏ. Cái tháp nhỏ mà của đứa nhỏ mà nó xây mà nó nhắc Kanisaka đó vẫn còn. Phía đông của cái cửa tháp phía đông. Tháp nó có bốn cửa, nó có cái hàng rào đá. Bước qua khỏi cửa là ngay một cái tượng Phật lớn, rồi xung quanh cũng trang trí đồ này nọ, mà tháp cao lớn. Thì cái cửa đông của cái tháp đó, còn cái tháp nhỏ mà hồi xưa mà đứa nhỏ nó làm, nó nhắc Kanisaka đó. Thì Huyền Trang qua, Huyền Trang có thấy, Huyền Trang có ghi. Và trong đó có cái câu chuyện là khi mà, vui là khi mà vua Kanisaka ông xây cái tháp cúng dường Phật đó, thì ông tính xây bằng cái tháp của đứa nhỏ nó làm thôi. Thì ông làm, thì cái tháp của đứa bé nó bự lên. Rồi cái ông làm bự lên. Rồi cái nó bự lên nữa. Rồi ông làm bự lên nữa. Rồi cái tháp của đứa nhỏ nó cũng bự lên nữa. Rồi ông làm riết cho tới mà nó không bự nữa. Cái tháp của đứa bé nó không bự nữa. Thì ông mới ngừng. Ông ngừng xong rồi. Ông ngừng. Thì cái tháp của đứa bé nó xẹp xuống thành cái tháp nhỏ. Đó, khi mà Huyền Trang qua, Huyền Trang trong Đại Đường Tây Giới Ký, Huyền Trang có ghi lại. Và Huyền Trang có thấy được cái tháp đó và thấy luôn cái tháp nhỏ nữa. Nó còn trang trí rất là đẹp. Và bây giờ nếu những gì Huyền Trang ghi lại
là Quyền Trang thấy, Quyền Trang ghi lại, chúng ta sẽ thấy là đây là một cái công trình rất lớn. Đường kính nó tới 80 mét mà. Bề cao nó tới 101, 120. Thì tụi con biết Phật giáo bây giờ ở các nước có một cái công trình nào lớn cỡ chừng này? Nếu thời đó mà làm được cỡ chừng này thành kỳ quan của Phật giáo, to lớn cỡ chừng đó. Mà thời xưa mà. Đó. Kanisaka sống vào thời đại nào? Niên đại của Kanisaka. Khác với Vua A Dục là có nhắc lại cái niên đại. Nhưng mà các nhà sử học vẫn không chưa đồng ý cái niên đại của Vua A Dục đâu. Ông nói là 218 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn là A Dục lên ngôi, Asoka lên ngôi. Còn ông vua Asoka này nè, ông vua Kanisaka này nè, không xác định được niên đại của ông. Các nhà sử học trên thế giới đó, họp ở London á, họp ở Lũng Tún á, biết Lũng Tún không? Đó, đọc theo tiếng Tàu là Lũng Tún á, đọc theo tiếng Việt là London á, đọc theo tiếng Anh là London á, thì các nhà sử học họp mở cuộc hội thảo về niên đại của vua Kanisaka ba lần mà thứ dữ nghe, mấy ông này là thứ dữ không à. Cỡ cái mặt thầy qua bởi nó bưng nước nó cho không. Thì họ hội nghị ba lần để xác định cái niên đại của vua Kanisaka đều không xác định được. Người thì nói ông sống thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch, người thì nói ông sống thế kỷ thứ hai sau Tây lịch, người thì nói ông sống thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, mà nay nấy nói đó. Rồi ông Trần Trúc Lâm ông đề nghị là sống thế kỷ thứ hai sau Tây lịch. Nhưng mà trong Phật giáo chúng ta nhớ, trong lịch sử Phật giáo là vua Kanisaka được lịch sử ghi nhận là ông người bảo trợ cho kỳ đại hội Phật giáo lần thứ tư tại Kashmir. Và theo lịch sử Phật giáo thì đại hội Phật giáo lần thứ tư tại Kashmir được tổ chức vào hậu bán thế kỷ thứ nhất trước kỷ nguyên Tây lịch. Hậu bán thế kỷ thứ nhất trước kỷ nguyên Tây lịch, đại hội Phật giáo lần thứ tư được tổ chức tại Kashmir. Và ông chính là người bảo trợ. Cho nên chúng ta tạm coi ông là người sống thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch. Bởi vì mà các đầu to của thế giới mà còn chưa xác định niên đại của ông nữa, mặt mình biết khỉ gì mà nói. Nghe chưa? Đó, Vạn An đó. Dạ mô Phật, con xin phép ra ngoài 10 phút. Con xin phép giáo thọ và đại chúng hoan hỷ cho con. Con sẽ quay quay. Con sẽ quay quay chứ không phải quay lại nghe. Dạ con sẽ quay lại học ạ. Con sẽ quay quay. Nó chắc nó viết sao tao đọc vậy chứ tao đâu có thêm bớt. Tao thì chùa chánh hiệu mà không có thêm bớt. Dạ mô Phật, con xin phép ra ngoài 10 phút. Con xin phép giáo thọ và đại chúng hoan hỷ cho con. Con sẽ quay quay. Nó phải ghi ở dưới là dạ con sẽ quay lại học ạ, chứ không phải sẽ quay quay. Chịu nổi. Rồi nó sẽ nó quay quay rồi nó giờ nó quay học lại, nó để tới thui đó, một lát tao quất cho cả này. Không có chịu mở lên. Bảo An nào đâu đây, nãy giờ ông thầy xong chịu coi nó vô đây, nó trộm pháp ở đây, nó nằm ở đây nãy giờ, nó không xin không hỏi gì. Nhỏ này ghi bằng, nó người Việt mà nó ghi tên nó bằng tiếng Tàu được. Ngọc An, Bảo An, Khí Khô gì quốc sập. Còn sẽ quay quay này sao? Nó Đạo Minh là ai? Không mở webcam lên phải không? Đạo Minh là đạo pháp. Đạo pháp là trộm pháp. Mở webcam lên phải không? Bữa là mở để đó vậy thôi chứ nó đâu học. Giật. Còn Đạo An này con quay quay xong mở lên. Không mở lên là thầy quốc dân ra ngoài đó. Nói chứ à. Đó, mở lên chứ coi. Vạn An, Đạo An gì không biết. Đó.
Lịch sử có ghi nhận là vua Asoka, vua Kanisaka đóng góp nhiều cho Phật giáo. Đóng góp những gì? Chúng ta biết á, là cái tượng Phật đầu tiên á, được ghi á, là cái tượng mà khi mà Đức Phật đi lên cung trời thuyết pháp cho chư thiên nghe đó. Ở dưới này có ông vua, ông nhớ Phật quá, ông mới làm cái tượng Phật bằng trầm hương. Và khi Đức Phật về đó, Đức Phật có khen là cái tượng đẹp. Đó. Điều đặc biệt là thế kỷ thứ 7, Huyền Trang qua bên Ấn Độ, Huyền Trang nói Huyền Trang còn thấy cái tượng đó. Huyền Trang còn thấy cái tượng đó. Như vậy cái tượng Phật xưa nhất, thời Đức Phật đã có làm cái tượng rồi, nhưng mà sau đó không còn. Thì cái tượng Phật mà do con người tạo ra đó, mà xưa nhất mà còn lại được tới bây giờ đó, là cái tượng Phật xuất hiện trên cái đồng tiền của vua Kanisaka đó. Cái tượng Phật xưa nhất mà chúng ta còn giữ được là cái tượng Phật xuất hiện trên đồng tiền của vua Kanisaka. Thời đó ông cho in tiền, làm tiền bằng đồng coin nè, đó, kim loại đó, rồi có hình ông Phật ở trên này thì ghi. Không phải mình thấy vậy mình kêu ông Phật đâu, nó còn cái chữ nữa, chữ Buddha. B nè, U nè, D nè, D nè, O, Buddha. Chữ này không phải là chữ Sanskrit, chữ Bali, Sanskrit, Sanskrit gì hết trơn á. Chữ này là chữ Bekia của dân Đại Hạ đó. Nó kêu là Buddha, ông Phật á. Được chưa? Ông cũng đóng góp nhiều cho nghệ thuật Phật giáo lắm. Một lát rồi mới nói. Bây giờ ông đóng góp cho Phật giáo những gì? Tụi con thấy là ông dính líu tới Đại hội Phật giáo lần thứ tư, tổ chức tại Kashmir. Ông là người lịch sử ghi là dưới sự bảo trợ của vua Kanisaka. Tổ chức tại đâu? Tại Burusapura, thủ đô của ông. Và trong thủ đô của ông có cái chùa của ông xây nữa. Cái tháp của ông xây, thì sau này người ta khảo cổ người ta tìm được. Hồi xưa không biết ông đặt tên gì, nhưng mà người ta gọi là Kanisaka Stupa, là cái tháp vua Kanisaka. Và trong trong sách sử còn ghi là Đại hội Phật giáo lần thứ tư tổ chức tại tại đâu? Tại chùa. Ghi là Kanisaka Vihara. Vihara là tinh xá đấy. Đó thì tổ chức tại chùa. Thế hữu Vasumitra làm chủ tịch đại hội. Mà trong sử ghi vui nha. Khi Vasumitra đến dự, tại vì đại hội là phải tuyển chọn thành viên. Thành viên của đại hội từ nào giờ là phải A-la-hán. Khi mà Thế Hữu tới, những người mà tổ chức không muốn cho Thế Hữu dự. Hỏi Thế Hữu có chứng A-la-hán chưa? Thế Hữu nói nè. Lấy cục đất của quăng lên, nó chưa rớt đụng đất nữa tôi chứng A-la-hán chứ. Nếu muốn chứng A-la-hán, tôi lấy cục đất quăng lên, cục đất chưa rớt xuống đụng đất nữa tôi chứng A-la-hán chứ. Rồi cũng hỏi tới hỏi lui về cái kiến thức, rồi cuối cùng mới mời Thế Hữu vào làm chủ tịch. Vasumitra, nhớ nghe, Vasumitra, chứ không phải là Bà Tu Mật Đa. Không có ông tổ Bà Tu Mật Đa, Bà Tu Mật Ông, Bà Tu Mật Đường gì đây. Vasumitra, nhìn nghĩa là Thế Hữu, chứ không có Bà Tu Mật Đa, Bà Tu Mật Mía gì đây, không có, nhớ không? Vasumitra, chủ tịch. Là tác giả của bộ Dị Bộ Tôn Luân Luận đó. Dị Bộ Tôn Luân Luận. Ngài Vasumitra ngồi học đàng hoàng, con hạnh quan già lắm ngồi dựa vô vậy. Thầy ngồi thầy con không dựa nữa. Già lắm phải không? Ngồi ngắn ngửa nữa, học hành cái đó. Đó. Đại hội Phật giáo lần thứ tư tổ chức tại Kashmir dưới sự bảo trợ của Kanisaka. Địa điểm tổ chức là Burusapura. Đó. Còn cái địa điểm tổ chức là tại thành phố Burusapura, còn cái nơi tổ chức á, cái chỗ mà cái hội nghị á, là cái chùa vua Kanisaka xây. Ngài Thế Hữu làm chủ tịch. Và các bộ phái Phật giáo được mời đến để mà luận sư á, mời đến để mà tổ chức đại hội. Kết quả của đại hội cho ra đời,
Nếu như Đại hội Phật giáo lần thứ ba tổ chức tại Hoa Thị Thành dưới sự bảo trợ của Vua A Dục cho ra đời văn bản Kathavathu, thì Đại hội Phật giáo lần thứ tư cho ra đời bộ Đại Tỳ Bà Sa Luận. Tiếng tiếng Sanskrit của nó Maha, M-A-H-A, A dài đó, được chưa? Vai, V, Vipassa, V, I, B, B bò, H, A, V, V, S, A, Maha, Vipassa, Maha, Vipassa, V, I, B, H, A, S, A, Maha, Vipassa, Satra, Satra nữa, S, A, S, T, R, A, Satra. Nếu như Kathavathu ghi lại quan điểm của các bộ phái thời vua A Dục và ghi lại theo cái khuynh hướng của Theravada, thì ở đây bộ Đại Tỳ Bà Sa Luận ghi lại quan điểm của các bộ phái thời kỳ này và theo khuynh hướng của Nhất Thiết Hư Bộ. Xét xử của Nam truyền Phật giáo, họ không chấp nhận Đại hội Phật giáo lần thứ tư. Họ không chấp nhận, họ không ghi vô. Và sau này họ ghi không phải Đại hội Phật giáo có 4 lần ở Ấn Độ đâu. Lần thứ 7, lần thứ 8 gì tổ chức ở Thái Lan, tổ chức ở Miến Điện. Gần đây cũng có mới tổ chức nữa nè. Đại hội Phật giáo kích tập kinh điển lần thứ mười mấy rồi đấy. Mà ở Miến Điện, ở Thái Lan rồi. Còn Đại hội Phật giáo lần thứ 4 của Ấn Độ ghi ở Kashmir là Nam truyền Phật giáo họ không nhận. Bởi vì lúc này Nam truyền Phật giáo thất thế hẳn hoàn toàn ở Ấn Độ rồi. Ri cư rồi qua Sri Lanka rồi. Nhất Thiết Hữu Bộ, bộ phái tách ra từ Theravada mạnh ghê lắm. Mạnh ghê. Họ chiếm cứ Bắc Ấn Độ và luôn cả Pakistan, Afghanistan nữa. Tụi con thấy cái Hindu Kush Mountain á, cái chỗ mà làm mấy cái tượng Phật to to mà tụi Taliban nó bắn á, là cái vùng hoạt động của Savatthivada, Nhất Thiết Hữu Bộ. Thầy còn một cuốn sách Phật giáo tại Afghanistan, Buddhism in Afghanistan, thầy còn cuốn sách đó nè, có mua nè. Thì đọc cái cuốn sách đó mới thấy Kabul, thủ đô của Afghanistan ngày nay đó, Kabul nè, Mazar-i-Sharif nè, Kandahar nè, thành phố lớn của Afghanistan đó, những nơi này ngày xưa đều là những thủ phủ của Savatthivada. Họ hoạt động rất mạnh. Luận sư của Savatthivada đầy. Cho nên cái đại hội này là chịu sự ảnh hưởng của họ rất là lớn. Phật giáo Theravada không chấp nhận, cho ra đời bộ Đại Tỳ Bà Sa Luận, ghi lại quan điểm của các bộ phái thời kỳ của Kanisaka, mà ghi lại theo quan điểm của ông Savatthivada. Như thế, bộ thân thế. Trong lịch sử ghi là khi tại Đại Tỳ Bà Sa Luận ra đời được coi là quốc bảo, Đức Vua cho khắc lên bản đồng, đồng làm thành miếng miếng, khắc cái bộ Đại Tỳ Bà Sa Luận lên. Dĩ nhiên là nhiều miếng lắm, chứ không phải một miếng. Khắc lên rồi còn lấy làm đá đó, làm bằng cái hộp, làm thành cái hộp để vô trong cái hộp đá. Rồi chưa đâu, xây một cái tháp bằng đá, làm một cái tháp bằng đá chứa bộ Đại Tỳ Bà Sa Luận. Nó nhiều á. Tại vì khắc trên bản đồng đâu phải giấy như mình mỏng lét vậy đâu. Mà bản đồng mà khắc lên rồi để vô trong những cái thùng bằng đá, chứa trong một cái tháp bằng đá. Quốc bảo, không truyền ra nước ngoài. Không được truyền ra nước ngoài, được coi là quốc bảo. Và chẳng những không truyền ra nước ngoài rồi, mà người nước ngoài đến học giáo lý của Mahavipassa Satra cũng không cho. Chỉ người của Kashmir học thôi. Người xứ khác tới học không cho. Mahavipassa Satra được coi là quốc bảo, truyền trong nước mà thôi. Thì, nó dính líu tới câu chuyện của ông Vasubandhu. Nhớ Vasubandhu không? Biết Vasubandhu không? Đứa nào biết? Hồi nãy mình có Vasubicha, giờ tới Vasubandhu. Tụi con chưa học, không biết ông Vasubandhu là ông gì.
đó, Vasu Bằng Đu. Hồi nãy ông kia là Bà Tu Mật Đa, mật là ngọt ha. Giờ tới ông này là Bà Tẩu Bàn Đậu, tên bực mình quá. Bà Tẩu Bàn Đậu, mà bàn đậu phải có bằng đường, phải có bằng chè nữa, đậu đường chè. Và Sumitra là ngài Thế Thân á, dịch nghĩa ra là Thế Thân, chứ còn phiên âm là Bà Tẩu Bàn Đậu, nghe bực mình đó nè, không có Bà Tẩu Bàn Đậu, bằng đường, bằng chè gì đây, nhớ nha. Có thể kêu là Thế Thân, có thể kêu là Vasumitra, à, Vasu Bằng Đu. Thì cái câu chuyện Vasu Bằng Đu á, tụi con biết ngài Vasu Bằng Đu không phải là người Kashmir. Ông đến để ông học cái bộ Tỳ Bà Sa Luận, Đại Tỳ Bà Sa. Ông học với La Hán Ngộ Nhập, một vị trưởng lão của Kashmir. Ngộ Nhập biết Vasu Bằng Đu không phải là người của Kashmir, cho nên khi mà học xong Đại Tỳ Bà Sa rồi đó, thì ngài Ngộ Nhập mới nói: ông đi đi, ông đừng ở đây, người ta biết người ta hại ông, ông đi đi. Thì Vasu Bằng Đu trở về quê hương của mình. Tụi con đọc cái cuốn Đại Sư Đại Cương Câu Xá Luận của ngài Thiện Siêu đó, thấy cái đoạn này, Đại Cương Câu Xá Luận của ngài Thiện Siêu, nghe chưa? Ông về, ông về lại quê hương của ông, giờ bắt đầu ông biên tập bộ luận. Ông biên tập bộ luận là Abhidhamma Kosa. Abhidhamma dịch ra là thắng pháp, là đối pháp, là vô tỷ pháp. Kosa là cái kho. Abhidhamma Kosa, ông cho rằng đây là cái kho của thắng pháp đây. Ông viết cái bộ luận đó. Thế Thân viết cái bộ luận đó. Thì khi Thế Thân viết cái bộ luận này ra đời một cái rồi thì thôi, giáo chúng của Nhất Thiết Hữu Bộ họ mừng ghê lắm. Họ cho rằng giáo nghĩa của Savatthivada nó được Thế Thân đẩy lên tới thượng tầng, cho người đi thỉnh Kosa về, Abhidhamma Kosa về, cho người đi thỉnh về. Mà thỉnh về không phải là đi lại đó rồi để lên xe hơi chạy về đâu, không có đâu. Làm lễ rước như là rước vua, làm kiệu làm đồ này nọ rước lên, rồi khiêng về, võng về, rồi về tới Kashmir rồi gãi bông gãi hoa tung hoa đồ này nọ để đón bộ Abhidhamma Kosa. Nó làm ghê lắm, bởi vì họ cho rằng khi mà Thế Thân viết bộ Abhidhamma Kosa này làm sáng tỏ thêm cái dấu Nhất Thiết Bộ nhiều lắm. Đó. Nhưng mà khi về đọc á, đọc kỹ lại mới thấy là trong này Thế Thần có phê bình giáo lý của Nhất Thiết Bộ. Cho nên luận sư của Nhất Thiết Bộ đó, đó viết một bộ luận gọi là Câu Xá Nhập Chánh Lý Luận, phản bác lại quan điểm của Câu Xá một số, và Thuận Chánh Lý Luận. Một cái là Câu Xá Nhập Chánh Lý Luận, một cái là Thuận Chánh Lý Luận, để bác quan điểm của Thế Thần ở trong Câu Xá. Nhưng mà lúc này thì khi mà rước về mà viết ra thì Thế Thân lúc đó ngài Vasu Bằng Đu đã theo giai thừa rồi, cho nên ông cũng không đếm xỉa tới vụ này, tranh cãi làm gì. Phần ông lớn tuổi, phần ông theo Phật giáo đại thừa, thành ra thôi, ông thèm nói tới. Còn riêng cái bộ Câu Xá đó, tụi con biết lịch sử bộ Câu Xá, thường thường viết một bộ luận, một luận sư viết một bộ luận thì đầu tiên hết vô là phải tán Phật trước. Tán Phật trước, phải chưa? Làm nói những cái điều trước, phải chưa? Rồi bắt đầu giới thiệu luận, rồi luận chia làm mấy phẩm. Cuối bộ luận là cái phần lưu thông. Cuối bộ luận là phần lưu thông. Thì Abhidhamma đó, cái bản gốc mất rồi. Sau này nhờ cái Abhidhamma Kosa của Ba Si Ăn đó thì mới phục hồi lại. Thì nó có 9 phẩm. Cái phẩm thứ 9 là cái phẩm vô ngã. Nhưng mà cái phần lưu thông nó lại nằm cuối cái phẩm thứ 8. Cho nên người ta nói là cái phẩm vô ngã là cái phẩm thêm vô sau. Bởi vì cái phần mở đầu và cái phần lưu thông, thì cái phần lưu thông nó nằm cuối phẩm thứ 8.
trong khi đó tới chính phẩm thường thường cái phần lưu thông phải để dưới. Họ mới nói cái phẩm vô ngã là cái phẩm đưa vô sao. Ở trong cái phần lưu thông đó quan trọng lắm. Và Sư Văn Đu nói mấy câu rất quan trọng. Khi biên tập Abhidhamma Kosa, và Sư Văn Đu nói Ca Tháp Di La Nghị Lý Thành, giáo nghĩa của Nhất Thiết Hữu Bộ ở Kashmir đã hoàn thiện rồi, đã hoàn chỉnh rồi. Đã, trong hội nghị đã đưa ra đó, Ca Tháp Di La, Ca Tháp Di La là Kashmir đó. Ca Tháp Di La Nghị Lý Thành, Ngã Đa Y Bỉ Thuyết Đối Pháp, tôi nay nương vào giáo lý đó để viết ra bộ câu xá. Ca Tháp Di La Nghị Lý Thành, Ngã Đa Y Bỉ Thuyết Đối Pháp, tôi nay nương vào giáo lý đó để nói về câu xá này, để nói về luận này. Sở hữu phím lượng vi ngã thất, nếu trong bộ câu xá có cái lỗi gì là lỗi của tôi. Sở hữu phím lượng vi ngã thất, nếu trong đó có cái lỗi gì là lỗi của tôi. Phan pháp thích lý tại Mâu Ni, nhưng cái người mà chỉ ra được cái lỗi đó đó là phải là Thích Ca Mâu Ni mới được. Thì ông nghĩa là quan điểm của ông cỡ từ tới chừng đó đó. Nếu như câu xá có lỗi gì đó cho rằng không đúng đó, là lỗi của ông, nhưng mà chỉ ra được cái lỗi đó thì Sa Ca Mâu Ni. Người khác là chưa chắc, ông nghe là chưa chắc chỉ ra được. Đó, người con thấy. Thì cái bộ câu xá này nó có dính líu tới Việt Nam nữa. Bộ câu xá này nè, Abhidhamma Kosa này nó có dính líu. Câu xá bản gốc là mất hẳn là ngoài. Abhidhamma Kosa Basiyan có nghĩa là câu xá luận sớ đó. Còn được một cái bộ luận sớ, người ta mới phục hồi lại cái bản câu xá. Còn cái bản câu xá gốc là mất. Abhidhamma Kosa Basiyan. Cái bản này bản bằng tiếng Sanskrit, dịch ra tiếng Anh rồi mất tiền lắm. Thầy có nè, đứa nào mà quay một cái là phải trả 50 ngàn. Tại vì nó 4 cuốn vậy thôi mà nó 300 đô. 4 cuốn chút xíu vậy, 300 đô. Basiyan bản tiếng Anh. Như thầy sĩ dịch ra cái gì đó, không biết xong chưa. Thì cái bản của Basiyan này nó dính líu tới Việt Nam là tác giả của cái bộ luận sớ này ai biết. Và có những chi tiết người ta ngờ, người ta đang cố tình để tìm cho bằng được, đó là tác giả bộ Abhidhamma Kosa của Basiyan này là người Việt Nam. Tên của ông là Đại Thừa Quang. Tên của ông là Đại Thừa Quang. Và người ta cho rằng Đại Thừa Quang là tác giả của cái bộ này. Đại Thừa Quang đi qua bên Ấn Độ học. Lúc mà Nghĩa Tịnh đi qua bên Trung Ấn Độ học, Nghĩa Tịnh có gặp Đại Thừa Quang. Gặp Đại Thừa Quang, nhưng mà rồi Đại Thừa Quang giỏi. Nghĩa Tịnh biết Đại Thừa Quang giỏi. Đại Thừa Quang giỏi, Nghĩa Tịnh mời Đại Thừa Quang về Trung Quốc để mà truyền đạo, để dạy, học lâu rồi. Mà Đại Thừa Quang là người Việt. Đó. Thì ông nói tôi già, tôi về không nổi. Mà lúc đó Đại Thừa Quang là 59-60. Ông nói giờ tôi lớn tuổi rồi, tôi về không được. Tôi còn thấy 59-60 thôi là coi là già về không được. Bởi vì sao? Bởi vì trên đường về đó nó khó khăn lắm, nó chập trùng lắm, nó không có dễ dàng gì đâu. Nó khó khăn, nó chập trùng, nó không có phải như bây giờ mình mua vé máy bay mình lên nó bay cái déo qua tới bển rồi đó, rồi bắt đầu cái bay cái déo về, không có cái chuyện. Hồi xưa là đi nó chập trùng lắm. Bây giờ thầy đọc cho tụi con nghe một cái bài dịch của thầy về nhân vật Pháp Hiển. Nhớ Pháp Hiển không? Một cái bài của thầy ở đó chạy dịch chơi vậy thôi. Đọc nghe. Dịch về thằng Ngộ rồi này. Dịch một chút của Pháp Hiển.
Trong cái cuốn Buddhism China Connection là con nghe phát hiện khi mà cái phong trào nhập trúc cầu pháp đó từ bên Trung Quốc mà qua bên Ấn Độ mà học đó, mà đi khó khăn dữ lắm, cho nên Đại Thừa Quang đó 59-60 tuổi Đại Thừa Quang nói tôi không đủ sức, tôi về già không có về. Và Đại Thừa Quang mất à. Pháp hiển có ghi là Đại Thừa Quang mất tại Kusinaga. Thì bây giờ mình đi qua tới bền bển bên Kusinaga đó, chỗ Đức Phật nhập Niết Bàn, ngoài cái tháp của Đức Phật ra, ngoài Niết Bàn đường ra, cái tháp mà để thờ Xá Lợi Phật ra, cái tháp của Ngài A Nan, và còn nhiều cái tháp nhỏ 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 nhỏ, trong đó có cái tháp của ông tổ mình Đại Thừa Quang chết ở bên, rồi xây tháp ở bên. Thì mình đi qua Kusinaga vòng vòng đó, có ông tổ mình nằm đó. Hồi xưa mà đi nó khó khăn lắm, thành ra 59-60 tuổi là thấy không đủ sức để về, để chịu đựng cái đường về nó khó khăn, đường đi nó khó khăn, đường về nó khó khăn đó. Giờ thầy đọc cái bài dịch chút xíu cho nghe chơi thôi, chút suy nghĩ đó. Để khó khăn về cái chuyện đi. Pháp hiển là người đi đầu tiên. Trong lúc Diêu Tần đang cai trị miền Bắc Trung Hoa, nhà hành hương Trung Hoa đầu tiên Pháp Hiển đã rời Trung Hoa đi Ấn Độ vào năm 399 để tìm hiểu Phật Pháp. Thành công của ông mở ra một phong trào mới, trong đó một số lớn tăng sĩ Trung Hoa tham dự vào phong trào này sau thời đại của ông, gọi là phong trào nhập trúc cầu Pháp đó. Rất nhiều động lực thúc đẩy các tăng sĩ Phật giáo lên đường với chiếc gậy trên tay đi về các thánh địa Phật giáo. Một vài vị lên đường tìm kiếm điển tịch, kinh sách á. Vài vị khác tìm kiếm các bậc thầy danh tiếng có thể dạy cho họ về tôn giáo mà đang theo học. Vài vị khác muốn tìm đến các thánh tích Phật giáo như Lumini, Saranath, Bodhagaya, Kusinaga để hoàn thành ước nguyện đi hành hương mà. Nhưng vẫn còn các vị tìm kiếm các đạo sư Ấn Độ danh tiếng cầu thỉnh họ sang Trung Hoa để giảng dạy giáo lý. Họ đi riêng lẻ hoặc đi thành đoàn. Nhiều người ra đi nhưng rất ít người đi đến nơi. Rất ít người đạt đến điều mà họ mong muốn, ngay cả rất ít người trở về. Trước thời đại của Pháp Hiển đã có nhiều người Trung Hoa cố gắng thực hiện cuộc hành trình. Tuy nhiên, hoặc họ dừng chân ở Trung Á, hoặc không mạo hiểm đi xa hơn đến tận Ấn Độ. Ngay cả khi họ đi đến tận Ấn Độ, họ không bao giờ trở về nữa. Tầm quan trọng của Pháp Hiển trong lịch sử quan hệ Ấn Trung là ông là tăng sĩ Trung Hoa đầu tiên thực sự đã đi đến Ấn Độ, học ở đó trong một thời gian dài và trở về Trung Hoa với nhiều kinh sách. Việt Nam mình xưa có đi không? Ngài Đại Thừa Quang đi, sau này có đi nữa không? Nhà Lý có đi không? Nguyễn Minh Không từ Đạo Hạnh rồi Minh Hải rồi đó, kéo nhau đi nửa đường trở lại. Rồi nếu nói đi tới mọi răng vàng là Miến Điện thấy, đi tới Tây Tạng học ba cái quyền thực của Tây Tạng, giả cọp giả đồ rồi chơi về rồi. Đường tập trung đi không nói, Việt Nam mình xưa cũng có đi không tới. Trong lịch sử ghi thì Nguyễn Tập Anh ghi đó, Nguyễn Minh Không là Minh Hải nè, từ Đạo Hạnh nè đi đó, đi không được là về. Ông cũng đóng góp nhiều vào tri thức lịch sử và địa lý Ấn Độ. Người Ấn Độ không đặt nặng lịch sử như người Trung Hoa, điều họ quan tâm nhiều hơn là văn chương, triết lý và tôn giáo, bảo tồn trí huệ của các bậc thánh nhân của họ. Các nhà học giả cố gắng tái xây dựng lại lịch sử Ấn Độ giống như đào quả địa cầu để kiếm một đồng xu. May mắn cho những nhà sử học và khảo cổ học sau này, các nhà du hành Trung Hoa tới Ấn Độ và Trung Á đã để lại nhiều ký sự chi tiết rõ ràng về các cuộc hành trình của họ. Pháp Hiển là nhà chiêm bái sớm nhất đã thực hiện được việc đó. Mãi cho đến khi Pháp Hiển rời Trung Hoa vào năm 399, vẫn chưa có đầy đủ luật tạng bằng tiếng Trung Hoa.
là một tu sĩ nhiệt tình, Pháp Hiển có cảm giác sâu xa về sự cần thiết một bản dịch luật tạng, và động cơ chính của ông lên đường đi Ấn Độ là thủ đắc nguyên bản luật tạng thỉnh đem về Trung Hoa để dịch. Nếu như ông khởi hành trễ 2 năm, có lẽ ông đã nghe được tin Kumara Thập, Kumarajiva đã đến Trường An vào năm 401. Kumarajiva đã dịch luật tạng của Nhất Thiết Hữu Bộ sang tiếng Trung Hoa. Pháp Hiển có lên đường đi Ấn Độ không khi ông biết được toàn bộ luật tạng đã được dịch? Câu hỏi thật khó trả lời. Nhưng nếu ông không ra đi thì cộng đồng Phật giáo Trung Hoa có thể còn đáng thương hơn nữa. Không có luật mà. Tới thế kỷ thứ 5 mà Trung Quốc chưa có luật. Muốn làm gì đó là yết ma yết gì. Trong chùa muốn tổ chức gì đó muốn làm gì làm. Đâu có pháp rồi. Đâu có luật rồi nó biết. Rồi nha. Truyền giới truyền đồ. Trong cuộc hành trình này, Pháp Hiển đi từ Bắc Trung Hoa sang Trung Á để đến được Khô Tan. Ông phải vượt qua sa mạc nóng bức với đầy quỷ dữ và gió độc, cùng với những dấu vết được đánh dấu bằng xương người đã bỏ mạng trên sa mạc. Trên sa mạc không có đường đi, không có bản đồ đường đi. Đó. Dấu vết được đánh dấu bằng xương người đã bỏ mạng trên sa mạc. Từ Khô Tan, ông theo con đường phía Nam vượt qua núi tuyết để đến Tây Bắc Ấn Độ. Trong số các nơi ông đi qua có Udayana, Gandhara, Peshawar và Taxila. Sau đó ông đi đến các thánh địa Phật giáo ở miền Đông Ấn Độ, các thánh địa Phật giáo ở miền Đông và các thánh tích Phật giáo. Tại Pataliputra, ông cố gắng học ngôn ngữ Ấn Độ và sao chép luật tạng của Đại chúng bộ. Ông cũng thủ đắc được luật tạng của Nhất Thiết Hữu Bộ và Kinh Đại Bát Niết Bàn. Khi đã được những điều ông mong muốn, ông quyết định trở về Trung Hoa. Vì vậy, ông đi xuống cảng Talamripti ở miền Nam Ấn Độ đó, thực hiện chuyến hải trình. Đầu tiên, ông đi qua Sri Lanka 2 năm và tìm được thập tụng lực và nhiều phần kinh sách của Nhất Thiết Hữu Bộ. Từ Sri Lanka, ông trở về quê hương bằng đường biển, nhưng một cơn bão dữ đã đưa đẩy ông đến một đảo quốc, có thể là Java ngày nay. Từ đó, ông theo các thương thuyền về đến Quảng Đông. Lại một lần nữa, thuyền của ông bị bão lớn đưa thuyền, thay vì ghé vào một hải cảng ở miền Nam Trung Hoa, mà phải vào hải cảng ở Sơn Đông vào khoảng năm 414. Tất cả ông lên đên trên biển hơn 200 ngày đêm. Hơn 200 ngày đêm trên biển. Sau khi trở về Trung Hoa, ông chuyên tâm cho đến hết cuộc đời của ông vào nhiệm vụ phiên dịch kinh điển mà ông đã đem về. Mặc dù thời đại của chúng ta cách thời đại của nhà chiêm bái Tiền Phong này hơn 1.500 năm, nhưng chúng ta cũng có thể chia sẻ với ông nỗi gian truân, nỗi sợ hãi, sự gian truân và nguy hiểm qua bút ký mà ông đã ghi lại. Lòng tin của ông chắc chắn sâu và rộng vì ông đã mạo hiểm đối diện với sự khủng khiếp của các nóng trên sa mạc. Lòng tin của ông chắc chắn sâu và rộng vì ông đã mạo hiểm đối diện với sự khủng khiếp của các nóng như lửa đổ trên sa mạc, của cái lạnh tê buốt chân tay, của cái lạnh tê cống chân tay, của tuyết trắng trên núi cao và không ít hiểm họa chết người của đại dương đầy huyền bí. Cái phần này thầy dịch, thầy phút sau có thêm một chút trong cái buổi quyển Buddhism in China ở Kenichen. Thấy người ta viết kết luận rất hay, ngắn à. Em biết, mặc dù thời đại của chúng ta cách xa thời đại của nhà chiêm bái Tiền Phong này hơn 1.500 năm. Ông đi vào 399. Chúng ta có thể chia sẻ với ông nỗi sợ hãi, sự gian truân và nguy hiểm qua bút ký mà ông đã ghi lại. Lòng tin của ông chắc chắn sâu và rộng vì ông đã mạo hiểm đối diện với sự khủng khiếp của các nóng như lửa đổ trên sa mạc, của cái lạnh buốt tê cống chân tay, của tuyết trắng trên núi cao và không ít hiểm họa chết người của đại dương đầy huyền bí.
Hồi xưa đi Ấn Độ là cực kỳ lắm, chứ không phải như bây giờ mình mình học và mình thấy dễ dàng, không có khó khăn lắm. Được chưa? Thì Kanisaka có đóng góp vô cái chuyện mà cái bộ Mahavivasa tổ chức đại hội Phật giáo ra Mahavivasa Sastra. Được chưa? Bao nhiêu đó thôi. Ngoài ra ông còn những thứ khác. Ông cái đồng tiền mà chúng ta giữ được ngày nay đó, thì có một cái nữa nè. Hai trường phái nghệ thuật của Phật giáo Ấn Độ lúc đầu làm nghệ thuật của Phật giáo Ấn Độ tạc tượng á, nghệ thuật Phật giáo nói chung lúc đầu không có làm tượng Phật. Ví dụ như làm cái bức tranh cây Bồ Đề, khắc trên đá luôn cây Bồ Đề để tưởng nhớ đây là nơi Đức Phật sinh ra. Làm cái chỗ mà có cây, thậm chí có làm người khóc lóc đồ này nọ, nhưng mà không có Đức Phật nằm ở đó, cái giường trống mà. Là Đức Phật nhập Niết Bàn. Cái gì vậy, vừa nói điện thoại hả, thánh nguyện nè. Đó, rồi làm cái bánh xe pháp để tưởng nhớ nơi Đức Phật chuyển pháp luân, chứ không có làm tượng. Gọi là thời kỳ đầu của nghệ thuật Phật giáo Ấn Độ, gọi là thời kỳ phi thánh tượng. Thời kỳ phi thánh tượng. Nghệ thuật có nhưng mà không có tượng của Đức Phật. Rồi sau này mới bắt đầu làm tượng. Sau này bắt đầu làm tượng. Thì tượng của nó chia ra làm hai trường phái, một trường phái Mathura và một trường phái Gandhara. Trường phái Mathura nó nằm gần Delhi á. Cái thành phố Mathura nằm gần Delhi. Hồi xưa nó là thủ đô của vua Kanishka. Cái thủ đô không phải thủ đô chính, thủ đô phụ đó, ở Mathura. Trường phái Mathura là họ thuần túy Ấn Độ. Thầy nói lo ghi nè, chứ nghe không được đâu. Thi thầy sẽ hỏi hai trường phái này đó. Thì đầu tiên hết á, là trước khi làm tượng Phật á, nghệ nhân của Ấn Độ có làm tượng Yaksa. Dắt xa là sao nè, y dài nè, a k s a, dắt xa. Dắt xa là mình bên Tàu dịch ra là dược xoa, giả xoa đó. Dắt xa dược xoa đại tướng. Dắt xa là những người đàn ông. Cái thế giới dắt xa là đàn ông cao to bự, da ngăm ngăm đen, phụ nữ thì đẹp. Phụ nữ dắt xa ni là phụ nữ dắt xa đó, là giả xoa nữ đó. Giả xoa nam thân hình cao to lưu lớn, da ngâm. Còn Yaksani là dạ so nữ đó, thì đẹp nhưng mà hung dữ. Đó. Đẹp mà hung dữ là Yaksani. Đẹp, trắng đẹp mà hung dữ. Còn Yaksa thì tạc tượng Đức Phật á, thời kỳ đầu chưa tạc tượng Đức Phật, có tượng Yaksa. Cho nên khi mà các nhà nghệ thuật á, làm tượng Đức Phật á, thì dựa trên cái tượng Yaksa này nè, làm. Thành ra các tượng Phật của trường phái Mathura giai đoạn đầu đó, ông nào cũng lấy lực lượng to bự bự lực lượng. Ông nào cũng lấy là lực lượng. Những cái tượng mà thời kỳ đầu đó, thấy chưa? Điều đặc biệt nữa là của trường phái Mathura đó là Đức Phật không có quấn y, diễn tả cái khi Đức Phật thành đạo rồi chư thiên có cúng cho Đức Phật cái bộ thiên y, thì Phật mặc thiên y, mà cái thiên y đó là ngài không có quấn à, thiên y đó vải mỏng mà à, cái tượng Phật là giống như có cái vải lớp che ngang vậy nè. Thì đây coi thầy có cái tượng nào đây để cho tụi con coi, không có quấn xếp thành ly này, cái miếng vải mỏng che ngang, thậm chí làm cái tượng Phật á làm cái rốn của Đức Phật nữa. Tại vì cái thiên y nó mỏng mà nhìn thấy rốn. Phật thiên y đó. Lúc đầu tượng cao to bự và mặt thiên y, không có quấn y giống như bên đây, giống như các thầy có miếng vải mỏng nó che vậy. Mà mình nhìn lên cần cổ thì mình thấy a à, có cần cổ
chỗ này cũng có mấy miếng cái nếp của cái miếng vải đó. Và Đức Phật con xuống là không không có đắp y, mà y mỏng, mà cái thiên y của chư thiên cũng mỏng mỏng đến nỗi nhìn thấy rốn, cái tượng Phật mà có rốn nha. Mà tụi con biết khi mà làm tượng mà có cái hào quang ở phía sau nè, hào quang ở phía sau đó là một cái kỳ công đó. Trường phái Mathura đã có công giới thiệu cái hào quang sau Đức Phật. Cái tượng Phật bình thường gắn cái hào quang vô, thực tượng lên liền, tượng khác liền. Này họ làm tượng là có cái hào quang phía sau, mà không phải hào quang tới vai đâu, có khi tới lưng luôn. Hào quang bứ tôn vinh cái tượng lên liền. Con mắt của Đức Phật, tượng Ấn Độ họ làm đá hay lắm, họ không có làm chân mày, nhưng mà mình nhìn vô mình thấy ông Phật có chân mày không? Cái tượng Phật ấy, có ai mà làm chân mày không? Cái tượng đó, không ông thợ tượng nào làm chân mày tượng, nhưng mà khi nhìn vô mình nhìn thấy ông Phật có chân mày không? Chứ không phải ông Phật cạo chân mày chùi lủi nhìn kỳ giống buồn ngủ, giống mắt sưng, nhìn vô không có nha. Cái điều đặc biệt là nhìn cái miệng á, thì hai cái khóe miệng nè nhấn vô chút xíu thì giống như ngài vừa chốn mỉm cười. Hai cái khóe miệng nhấn sâu vô chút xíu nữa, tròn tròn chút xíu, thì giống như là ngài vừa chốn mỉm cười. Mathura làm được cái này. Tóc của ngài á đúng như trong kinh diễn tả, sấy tròn 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 tròn. Thầy đang nói trường phái Mathura nghe. Trường phái này được vua bảo trợ đó. Thầy đang nói về nghệ thuật của trường phái Mathura. Thầy sẽ hỏi đây. Ở đó mà ngồi mà nghe không chịu ghi đi. Mấy ông thầy. Thấy chưa? Đó. Thứ nhất là thời kỳ đầu thân hình nó to. Sau này hình gọn gàng lại. Tóc sắn tròn tròn. Có cái hào quang phía sau. Được chưa? Y là thiên y, mà tay chân Phật thì phải nói thôi, Ấn Độ họ làm tượng đẹp, tay Phật thì thôi, tay đẹp lắm. Đó, cái lưng bàn tay là nó no tròn, ngón tay là dài, 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 rất là đẹp. Đúng rồi, tay Phật đẹp thiệt chứ. Còn bên mình nó có trái Phật thủ đó, là tay Phật đó. Mấy thầy mấy cô biết cái trái Phật thủ không? Mà tôi nhìn nó mà cái trái đó mà không biết ai mà đặt tên cái trái Phật thủ thì cái người này là phỉ báng lắm. Cái trái nó gì kêu Phật thủ, cái tay Phật vậy ha. Có cái trái Phật thủ, thầy Đồng Văn là ông khoái chừng cái đó, không biết làm sao. Có mấy người học trò của tôi ở bạn ngoại cũng gửi vô cho tôi thùng thùng, tôi gửi xuống cho thầy Đồng Văn hết. Thầy Đồng Văn cũng khoái lắm. Mình nhìn cái đó kêu Phật thủ, tôi cũng tưởng tượng được Phật thủ vậy. Những cái Phật thủ qua bển coi cái nghệ thuật của Ấn Độ, cái tay Phật cũng làm đẹp thiệt chứ, là bằng đá, ngón nào ngón nấy dài, nó cũng đẹp đẹp nữa. Ở trong này bự, ngoài này nhỏ 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 nhỏ, dài ra nhìn bàn tay mình nhìn mình biết đẹp liền. Còn tay của tượng Phật, tượng Bồ Tát của bên Ấn Trung Quốc rồi thù lu. Thầy Đồng Văn ông làm cái tượng Quan Âm, tôi là tôi coi ông hơi đẹp hơn, tôi nói người nữ gì mà tay chân thù lu. Ông nói là cái tướng này là tướng viên mãn khí khô, đừng có chọc vào chọc sáng bạc tay dám nhào đầu. Phụ nữ gì mà tay chân gì mà bự, ngón tay khúc, một ngón nào ông nói nó tròn, sáng bóp cái là biết. Nên ông nói cái đó là tướng viên mãn, nội tôi. Nữ thì tướng mới thon đầu tay rồi phải dài, ngón tay gì đâu mà thù lu. Nó giống như tay tôi nè, dù đục chấm nước mắm không. Tượng Ấn Độ làm đẹp tượng đá. Phái Mathura ra, à, họ làm Bồ Tát nữa. Tượng Phật có tượng Bồ Tát. Tượng Bồ Tát á, tượng Phật là có cái thiên y.
tượng Bồ Tát á, là làm thường thường là ở trần, mà ở trần không phải là ở trần chùi chùi, có một cái bên vải máng một bên vai nè, lắp một bên vai, nhưng mà vải cũng thuộc loại là loại mỏng nha, có đóng cái khố cột một thắt lưng ở bên đây, ở dưới có cái khố một khúc à, rồi cột thắt lưng ở bên đây có cái thắt lưng cột, và trên mình cũng có vải nhưng mà vải mỏng đó, ở bên vai này cũng có một lớp, bên ngực bên đây ở trần thì ngực bên đây cũng có cái miếng che lại một bên đó, rồi ở dưới lưng quần cũng có cái đồ cột lại, ở dưới là có cái khố. Có các vị Bồ Tát mà làm ông nào ông nấy to bựa, nhìn chống nạnh nhìn oai phong lắm à. Còn mấy cái tượng Bồ Tát của trường phái Mathura, thấy chưa, trường phái Gandhara, trường phái Gandhara đó nó không có giống như Mathura, nó có những cái nét đặc biệt hơn. Tôi nói là lo ghi tôi cho thi đó. Chưa? Gandhara chịu ảnh hưởng của Hellenistic. Các thầy các cô nhớ tôi dạy là có cái cuộc diễn chinh của Alexander qua tới phía Bắc Ấn Độ. Và Alexander là cái người mà đi đến đâu cưới vợ đến đó, truyền văn hóa Hy Lạp tới nơi. Hellenistic của Hy Lạp đó, người Hy Lạp họ làm tượng từ xưa lắm rồi, và truyền cái kỹ thuật làm tượng, cái nét tượng nó qua tới bên Gandhara. Gandhara bây giờ nó nằm ở bên Pakistan rồi đó. Thì tượng của Gandhara ngay thời kỳ đầu chinh phục liền, bởi vì á, trong các vị thần tình ái của Hy Lạp á, thì ông thần Apollo đó đẹp. Thần Apollo thân hình ông rất đẹp, ngực tay chân rồi nó đều lắm, chứ không phải là mà ngực thì bằng cái hình chữ V rồi này, nó không có. Tay chân của ngài, của ông thần Apollo nó đẹp, mặt ông cũng đẹp nữa. Và thời kỳ đầu khi Gandhara làm tượng Phật là mô phỏng cái hình của ông Apollo, thành ra tượng của Đức Phật mà trường phái Gandhara ngay từ đầu đã đẹp, nhìn vô đẹp mê, Phật đẹp trai vô cùng. Đấy chưa? Điều đặc biệt là hai trường phái nào cũng có cái nhục kế ở trên, trường phái nào cũng có cái nhục kế ở trên, cái cục thịt u lên á. Nhưng mà nếu mà Mathura tóc của Đức Phật sắn con ốc tròn, về bên phải, thì trường phái Gandhara tóc giống như nước chảy, nó không có sắn ốc, tóc như nước chảy xuống. Y của trường phái Gandhara không phải là thiên y quấn cái tượng, có cái sống y đàng hoàng, có cái sống y. Tượng Phật của Gandhara là có sống y. Và ngay thì thời kỳ đầu tượng nó đẹp, nhìn tượng đẹp, là họ chịu, họ thừa hưởng cái văn hóa của Hy Lạp Hellenistic ngay từ thời đầu. Tượng Bồ Tát đẹp nhất, tôi nói cho mấy thầy biết cô biết, đẹp nhất trong các tượng Bồ Tát là ngài Văn Thù. Nhìn tượng Văn Thù thấy mê. Văn Thù là đẹp nhất, tượng Bồ Tát đó, ngài Văn Thù là tượng đẹp. Mà Văn Thù xuất hiện trong hình thức chư thiên, mà hình thức chư thiên đây á, là được diễn tả giống như các nhà quý tộc của La Mã thời xưa vậy đó. Tượng Văn Thù á, decoration đeo vòng ở trên, vòng vàng trên ngực, ở đây cũng đeo, đeo vàng đồ này nọ, rồi không có mặc áo, cũng có cái vải quất qua giống như cái giới quý tộc của La Mã hồi xưa, mang mấy tấm lụa nhìn đẹp. Tượng Văn Thù tôi có chụp đem về nhìn mê. Bây giờ muốn coi chịu khó chút xíu à, chạy cho thầy lấy ra cho coi. Văn Thù nghe, Văn Thù một là Văn Thù, hai là Di Lặc Maitreya nên đẹp. Còn qua bển cũng thấy được Quan Âm, nhưng mà không có Quan Âm người nữ đâu. Ở bển không có má Quan Âm, không có mẹ Quan Âm. Mẹ Quan Âm, má Quan Âm qua bên Đào mới có, đời nhà Đường mới bắt đầu có má Quan Âm. Kêu má được rồi kêu mẹ được à. Mấy cái người đồng bóng Đức Quan Âm mà kêu mẹ, mẹ Quan Âm đồng bóng quá. Mình kêu mẹ được thì kêu má được. Mình kêu má được còn đỡ. Ở nhà tôi không có kêu má tôi bằng má, không kêu bằng mẹ, tôi kêu bằng vú. Tôi thấy mấy người hở mẹ Quan Âm, mợ Quan Âm. Mẹ Quan Âm kêu mẹ Quan Âm được, kêu má Quan Âm được không? Kêu má được không? Mẹ má cũng vậy.
cái đám đồng bào mẹ mẹ mấy bà vô chùa tôi này. Thầy 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 tờ thờ tượng mẹ gì, mẹ bà, cái tượng Phật người ta vậy hỏi mẹ gì, mẹ bà, đủ đi về luôn. Cái tượng Phật dê nó hỏi mẹ gì, mẹ bà đó, đi về ông cứ chùa đó bực mình, cái thứ đồng bóng vô đây tượng mẹ, chùa tôi không có mẹ, có má không, có má nào, má Quan Âm không, có tượng mẹ Quan Âm, có má không, kiểu kỳ. Ủa bà kêu mẹ được, tôi kêu má không được, má mẹ không giống nhau, kêu má kêu mẹ đỡ, kêu má đỡ, kêu thứ khác nữa. Đồng bóng Bồ Tát thì kêu Bồ Tát, cái đám đồng bóng mẹ mẹ mẹ, mấy đứa nghe mấy mén này nghe, mẹ Quan Âm, mẹ Quan Âm, mẹ nào đây, qua bên Ấn Độ coi làm gì có mẹ Quan Âm, có ba Quan Âm không à, làm gì có Quan Âm người nữ bên Ấn Độ, qua tới Tàu tới thời nhà Đường Quan Âm mới ra người nữ, qua bên Ấn Độ kiếm mẹ Quan Âm có ba Quan Âm không ạ à? Tượng Quan Âm có không đẹp bằng tượng Văn Thù với tượng tượng Di Lặc, Quan Âm có, mà Quan Âm là không không có vụ mẹ Quan Âm có ba Quan Âm không à? Tại tượng nam mà. Còn cái tượng nữ đó là tượng của mấy nữ thần Bà La Môn, của mấy ông thầy qua tới Quan Âm, Quan Âm lại lại. Điều dốt đồ ngu. Miễn thấy vậy cái mẹ 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 lại mẹ. Qua bên Ấn Độ làm gì có mẹ Quan Âm, có ba Quan Âm không à. Để chùa tôi không, chùa tôi có tượng Quan Âm. Thầy thầy cho con vô mặc áo tượng. Nó ủa, tôi đâu làm tượng ở trần đâu mặc áo ta. Tượng tôi làm có áo đâu đâu mà. Tôi đâu có làm tượng Quan Âm ở trần đâu mà vô mặc áo. Cái đám quỷ mê tín tà tín vô mặc áo mẹ, tượng tôi làm có áo đàng hoàng mà tôi, Đức Quan Âm đâu có ở trần đâu mà vô mặc áo. Còn có miếng vải phất phơ đó kêu mặc áo cho mẹ, về mặc áo mẹ mày đi. Tượng tôi làm tướng hình tướng trang nghiêm, mặc áo đồ đàng hoàng chứ có làm tượng ở trần đâu mà đòi mặc áo. Mặc áo cho mẹ, nghe phát ghét cái đám tà ma ngoại đạo đồng bóng. Phật Hoàng cũng như cái từ đồng bóng. Cái đám đồng bóng đặt á, rồi cứ nghe vậy cứ kêu ghét tới. Cái gì chứ miền Bắc sau 75 rồi thôi. Sau này đồng bóng dữ dội, lên đồng lên bóng đủ chuyện hết chứ. Còn lại bà ở trên ngàn, thương con đệ tử Trần Giang bà về. Bà về Bát Nhã Thiền Huê. Con công đệ tử ngồi kề hai bên hát chầu văn đồ lên hé đồng bóng mẹ Quan Âm, má Quan Âm. Để thầy lấy cái tượng để thầy lục cái tượng Văn Thù qua cho tụi con coi, chụp trong viện bảo tàng nhuộm đẹp lắm.
Thì tìm ra. Con nghĩ không á. Nha. Vua Kanisaka có bảo trợ cho hai trường phái nghệ thuật Ấn Độ, trường phái Mathura và trường phái Gandhara, những cái gì mà hay ho của hai trường phái này thầy có nói rồi. Cái tượng Phật mà khổ hạnh á tới bây giờ còn, mà cái tượng Phật khổ hạnh của trường phái Gandhara là làm đẹp nhất, làm đẹp lắm, tới bây giờ còn. Cái tượng khổ hạnh loài xương đúng là đụng vô cái bụng á, thì là nắm được cột sống á, làm cái tượng đẹp lắm đó. Cái tượng một trong những tuyệt tác của trường phái Gandhara là cái tượng khổ hạnh, và các vị Bồ Tát là đẹp đẹp không là xuất hiện trong hình thức chư thiên, xuất hiện trong hình thức chư thiên. Ngài Văn Thù, ngài Maitiya, Manjushi là Văn Thù đó, Manjushi nè, Maitiya nè, hay là Avalokiteshvara đều là người nam xuất hiện trong hình thức chư thiên, giống như giới quý tộc vậy. Đẹp 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 không à, đẹp nhất là ông Văn Thù, đẹp lắm, tượng đẹp đó. Rồi Quan Âm là người đàn ông, nhớ ha, qua tới bên Tàu nó bắt đầu thành má, má Quan Âm rồi nhà Đường á, được chưa? Thì mỗi trường phái nó có những nét đặc biệt riêng. Thầy có thể hỏi tụi con hai trường phái này, thì bên đây là ghi nè, của Mathura, bên đây là của Gandhara, được chưa? Rồi nghỉ hen, 10:20 rồi đấy, lục không ra. Cái gì vậy? Cái nào vậy? Bốn tâm. Không phải hở rốn mày. Rốn làm sao rồi hở rốn? Nhìn thấy tôi làm chứ. Làm sao hở rốn? Công của trường phái Mathura là giới thiệu được cái vòng hào quang đấy. Hở rốn là mấy bà mà Ấn Độ mà quấn sari đó. Mấy bà quấn xong mấy bà phải kéo cái sari cho nó chịch xuống, cho loài rốn ra. Nó đang đi giữa đường vậy đó, đứng lại, rồi sửa tới sửa lui, kéo sao mà cho nó ngoài rốn thì mới đi được. Khi cái văn hóa Ấn nhìn thấy vui, quấn sari đó, họ quấn có cái cách quấn của họ nghe. Quấn đang đi đường, rồi bắt đầu chỉnh ra, lắc qua lắc lại, chỉnh kéo chịch xuống, ngoài rốn, rồi bắt đầu mới đi. Kỳ ta. Thôi nghỉ nghe. Thôi nghỉ. Bữa khác học tiếp, tuần sau học tiếp. Tụi con lo đi ăn cơm đi. Dặn mấy người vô học với thầy phải nghiêm túc. Thấy nha. Chứ không được lôi thôi chọc chữ. Thì chùa lửa mà. Chọc chữ. Thôi nghỉ. Lo đi ăn cơm đi. Bố Phật, con chào thượng tọa.